chương 376, không ngờ là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đường Tuấn khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt xiếu cợt nhìn Tề Hưng, nói cũng không hẳn. Chỉ là thuốc mà cô gái này dùng tương đối đặc thù, hơn nữa còn có hại cho cơ thể. Người bình thường chắc chắn sẽ không sử dụng loại thuốc này. Vừa rồi anh châm cứu cho cô ta, chính là vì muốn ép những dược tính còn sót lại bên trong cơ thể của cô ta ra ngoài. Ý ý nghe vậy, sắc mặt cô ta trắng bệch đứng bật dậy nhưng thấy anh không có ý muốn nói tiếp, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cảm kích. Trước khi cô ta tới đây quả thật đã bị tề hưng ép buộc phải uống một loại thuốc. Công dụng của loại thuốc này cũng giống như những lời mà Đường Tuấn đã nói, có hại cho cơ thể con người, lại còn có thể ở trong thời gian ngắn ngăn cản những loại thuốc khác phát huy hiệu quả trong cơ thể. Ồ, thì ra là như vậy, mọi người ở đây không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra vấn đề. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng ý ý cố ý gây phiền phức cho tập đoàn Nam Nhật, cho nên không khỏi dùng ánh mắt châm biếm nhìn về phía tề hưng. Đây có tính là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo hay không? Cậu cả tề, giờ anh còn cho rằng tôi bán thuốc giả nữa không? Đường Tuấn lạnh lùng nhìn tề hưng, trong kinh doanh có cạnh tranh, đường Tuấn không thể nhiều lời gì được. Nhưng vì đã kích anh mà tề hưng dùng thủ đoạn hèn hạ này, còn để cho ý ý uống thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều này đã chạm vào giới hạn của anh rồi. Mặt tề hưng cứng đờ, cười mỉa mai nói, đương nhiên là không phải, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Đường Tuấn xoay người, nói với mấy nhân viên làm việc cho cục quản lý dược phẩm, giờ đã chứng minh được thuốc của chúng tôi không có vấn đề gì cả, các anh có thể thả người ra rồi chứ. Mấy nhân viên đó lập tức buông Diệp Thanh Phương ra. Thế nhưng, hiện tại tôi nghi ngờ là cậu cả tề đây dùng thuốc trái phép đối với người khác. Tôi đang nghĩ không biết các người có ý định dẫn anh ta uống chén trà hay không. Tề Hưng vừa đang thở phào một hơi, Đường Tuấn lại một lần nữa lên tiếng. "Đường Tuấn, anh?" Tề Hưng tức giận nói, "Anh ta đường đường là cậu cả nhà họ Tề, nếu như bị dẫn đến cục quản lý dược phẩm để uống trà, vậy thì danh tiếng của anh ta và nhà họ Tề chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Có một số việc trong lòng mọi người biết rõ ràng là một chuyện, nhưng mang lên mặt bàn nói cho ra lẽ lại là một chuyện khác. Cậu cả Tề, mời cậu đi cùng với chúng tôi một chuyến." Mấy người nhân viên của cục quản lý dược phẩm nói, hiện tại có nhiều người đang nhìn ngó như vậy nên bọn họ cũng không thể làm việc thiên vị được. Tề Hưng căm hận nhìn Đường Tuấn nhưng lại không thay đổi được gì cả. Cuối cùng, Tề Hưng bị người của cục quản lý dược phẩm dẫn đi. Dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy, cho dù nhà họ Tề có muốn thông qua quan hệ mà đưa Tề Hưng đi khỏi cục quản lý dược phẩm thì chỉ sợ cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Nếu như xử lý không tốt chuyện kinh doanh của nhà họ tề cũng sẽ chịu ảnh hưởng theo chú diệp tiếp theo hẳn là không còn chuyện gì nữa cháu đi trước đây nhóm người tề hưng đã rời đi xong đường tuấn nói với diệp nam nhật diệp nam nhật cười khổ nói rằng không ngờ là sẽ xảy ra chuyện như vậy may mà lần này có cháu ở đây đường tuấn lại lắc đầu nhìn diệp thanh phương với ánh mắt nghiền ngẫm và nói thuốc thông thần và bột tuyết cơ là do cháu đưa đến nên cháu cũng có trách nhiệm nhưng mà nếu sau này Thanh Phương muốn tiếp quản tập đoàn Nam Nhật thì vẫn nên kiềm chế tính tình lại một chút. Điều gì nên nói thì nói, điều gì nên làm thì làm. Cái gì không nên nói hay không nên làm, tốt nhất vẫn nên tự suy nghĩ cho kỹ trước đã. Chương 377, cô tìm tôi có chuyện gì à? Nụ cười của Diệp Nam Nhật trở nên hơi mất tự nhiên, nhưng ông ta vẫn đáp lời. Lần này quả thực là Diệp Thanh Phương đã làm sai rồi, nếu không phải có Đường Tuấn chỉ e cuộc họp báo ngày hôm nay sẽ trở thành một trò cười. Mà Diệp Thanh Phương ở một bên cứ nhìn chằm chằm Đường Tuấn, anh ta cực kỳ không thích cái giọng điệu này của Đường Tuấn. Thậm chí trong lòng anh ta còn đang trách móc Đường Tuấn rằng nếu như Đường Tuấn xuất hiện sớm hơn một chút thì anh ta đã không phải chịu cảnh mất mặt. Chẳng lẽ anh ta đã phát hiện ra cái gì rồi? Diệp Thanh Phương thầm nghĩ trong lòng, không thể nào, có một số việc mình còn chưa nói cho cha biết, làm sao anh ta có thể biết được cơ chứ? Đường Tuấn không ở lại lâu, anh nói mấy câu với Ninh Đình chung rồi đi ra khỏi hội trường. Anh đã đoán ra được một ít suy nghĩ của cha con nhà họ Diệp. Tuy rằng anh không thích, nhưng dù sao bọn họ làm như vậy cũng là hợp với lẽ thường tình ở đời. Này, Đường Tuấn, Đường Tuấn mới vừa ra khỏi hội trường thì nghe thấy phía sau có một giọng nói chuyển đến. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý Ngọc Mai hai tay đang nâng tà váy, chạy bước nhỏ về phía bên này. Ai ra, Lý Ngọc Mai mang giày cao gót, cô vừa mới chạy được vài bước đã lảo đảo cả người ngã về phía trước may mà lý ngọc mai cách đường tuấn không xa đường tuấn vươn tay ôm lấy vòng eo mềm mại của lý ngọc mai kịp thời đỡ lấy cô mới tránh được không bị ngã xuống đất cơ thể mềm mại ấm áp áp vào lòng làm tâm trí đường tuấn có hơi kích động còn không thả tôi ra sao giọng nói giận dữ của lý ngọc mai vang lên bên tai đường tuấn đường tuấn nhanh chóng buông lý ngọc mai ra lý ngọc mai vừa định đứng lên thì bỗng nhiên ai ui một tiếng cả người lại một lần nữa ngã vào trong lòng đường tuấn làm sao vậy đường tuấn hỏi lý ngọc mai đỏ bừng cả mặt nói hình như bị trẹo chân rồi đường tuấn khẽ nhíu mày anh đỡ lý ngọc mai ngồi xuống bậc thang ở bên cạnh nói chuyện với giọng trầm thấp đừng cử động để tôi giúp cô làm tan máu bầm đi lý ngọc mai không dám dãy dụa tùy ý để đường tuấn cởi giày cao gót của cô ra chỉ là mặt mũi lại càng thêm ửng đỏ hơn mà thôi Đặc biệt là khi bàn tay của Đường Tuấn xoa bóp mắt cá chân cho cô, cô cảm thấy như có một dòng nước ấm từ đôi tay của anh truyền đến chân làm cô thoải mái đến mức cả người khẽ run lên. Có phải anh ấy thường xuyên làm như vậy với con gái không? Một dòng suy nghĩ làm Lý Ngọc Mai có hơi khó chịu xuất hiện trong đầu cô. "Cô tìm tôi có chuyện gì à?" Giọng nói của Đường Tuấn cắt ngang suy đoán của Lý Ngọc Mai. Lý Ngọc Mai hoàn hồn hai mắt vừa lúc đối diện với ánh mắt của Đường Tuấn khiến gương mặt trở nên càng đỏ thêm. Cô làm ra, chương 378A, à, Lý Ngọc Mai, cô cầm tinh con chó hả? À? Cô nhìn Đường Tuấn, nói, mà sự xuất hiện của anh đúng là vừa khéo. Ngay cả giáo sư thẩm cũng khen ngợi y thuật của anh, hơn nữa anh còn là bạn của giáo sư thẩm. Rốt cuộc có phải là anh hay không? Lý Ngọc Mai nhìn chằm chằm Đường Tuấn, Đường Tuấn không trả lời, chỉ chăm chú xoa bóp chân giúp cho Lý Ngọc Mai. Quả nhiên là anh, Lý Ngọc Mai thở dài, cô chợt dùng giọng điệu oán trách nói với anh, tại sao lại không nói cho tôi biết từ sớm chứ? Nếu như Đường Tuấn nói cho cô biết sớm hơn một chút, thì có lẽ quan hệ giữa hai người sẽ không ra nông nỗi như bây giờ, có lẽ hai người bọn họ sẽ. Tôi đã nói với cô từ lâu rồi, chỉ là cô không tin mà thôi." Đường Tuấn nhìn Lý Ngọc Mai, cười nói lý ngọc mai sửng sốt lúc này mới nhớ ra lúc ấy đường tuấn thực sự đã từng nói những lời tương tự chỉ là cô chưa bao giờ tin anh mãi cho đến khoảng thời gian này y thuật của đường tuấn bị truyền ra rộng rãi trong lòng cô mới lại xuất hiện suy nghĩ này cho nên mới có cảnh tượng của ngày hôm nay được rồi chân của cô tạm thời không thể đi lại được vệ sĩ của cô đâu đường tuấn đứng dậy hỏi lý ngọc mai nhìn dáng vẻ không thèm quan tâm của đường tuấn trong lòng chợt đau nhói cô giơ hai tay lên cao và nói cõng tôi. Đường Tuấn ngẩn ra, Lý Ngọc Mai chua môi quay về phía một chiếc xe cách đó không xa, nói xe và vệ sĩ của tôi đều ở bên đó. Anh cũng nói là chân của tôi không thể đi lại được mà, chẳng lẽ anh muốn để bọn họ đến đây cõng tôi sao? Đúng là mắc nợ cô mà, Đường Tuấn nói thầm một câu, nhưng anh vẫn khom lưng cõng Lý Ngọc Mai lên. Thân thể hai người dựa vào nhau, Lý Ngọc Mai cũng không nặng, hơn nữa bởi vì luyện tập thể dục lâu năm nên cơ thể vô cùng mềm mại. Hương thơm dịu nhẹ tràn vào xoang mũi, được có một cô gái xinh đẹp như vậy, e là không có ai có thể từ chối được. Tên khốn nhà anh, tôi không tin anh, chẳng lẽ anh không thể giải thích được à? Lý Ngọc Mai không chút quan tâm đến tư thế của hai người mờ ám như thế nào, toàn bộ cơ thể dựa vào người Đường Tuấn như thể muốn dùng cách này để xả hết sự khó chịu trong lòng. Ha ha, vậy thì cũng mong cô Lý bằng lòng nghe tôi giải thích nhé. Đường Tuấn cười khổ. Lúc ấy khi anh mới đến, người của nhà họ Lý còn tưởng rằng anh cố ý tiếp cận Lý Ngọc Mai. Cho dù anh muốn giải thích thì cũng không ai chịu lắng nghe. Hừ, Lý Ngọc Mai hờn dỗi hừ một tiếng. A, à, Lý Ngọc Mai, cô cầm tinh con chó hả? À? Bả vai Đường Tuấn bỗng nhiên bị đau. Anh mắng một câu. Vừa rồi Lý Ngọc Mai thế mà lại cắn lên cổ anh. May mà anh khống chế được chân khí. Nếu không khi chân khí bắn ngược ra thì răng của Lý Ngọc Mai chắc chắn sẽ bị gãy vài cái. Hừ, cái này xem như là hình phạt dành cho anh, ai bảo anh không chịu giải thích." Lý Ngọc Mai rất là đắc ý khi nhìn dấu răng trên cổ Đường Tuấn. Chỉ là hiện tại trái tim cô còn đang nhảy loạn thình thịch, cho dù là cô cũng không biết tại sao bản thân có thể to gan mà cắn anh một cái như vậy. Chuyện này đối với cô chủ nhà họ Lý mà nói, thật sự chưa từng xảy ra. Chương 379 vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Đường Tuấn đứng ở bên đường, nhìn chiếc xe của Lý Ngọc Mai đang dần lái đi xa rồi biến mất khỏi tầm mắt. Trong vô thức, anh sờ lên dấu răng hơi nhô ra ở sau cổ, khóe môi đường Tuấn cong lên một nụ cười khổ. Cô gái họ lý này đúng là dũng mãnh, dùng sức nhiều thật đó chứ. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng đường Tuấn vẫn có chút ấm áp. Chỉ vì Lý Ngọc Mai trước khi đi có nói một câu, về sau chỉ cần anh muốn nói, tôi sẽ tin anh. Lúc nói ra câu này, hai má của cô chủ lý đỏ như áng mây bên trời, dễ thương động lòng người. Đương nhiên, Cảm xúc cũng chỉ đến đấy thôi, Đường Tuấn không hề có dự định gì tiếp theo. Thật sự không biết sau này cô ấy sẽ gả cho người đàn ông như thế nào. Đường Tuấn chặn một chiếc taxi bên đường, lúc ngồi vào trong, trong đầu đột nhiên nhảy ra câu hỏi như thế. Với nhan sắc và bối cảnh gia đình của Lý Ngọc Mai, e rằng không thể để ý đến người đàn ông bình thường, cho dù là Vương Tấn Lợi cũng chỉ là đối tượng giúp đỡ cho cô. Liệu rằng sẽ có người đàn ông có thể làm cho cô chủ Lý Cam Tâm tình nguyện bị khuất phục? Trôn vùi trong cơm áo gạo tiền chứ. Đúng vào lúc đường Tuấn đang suy nghĩ nguyên man, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Là số lạ. Nhận cuộc gọi, đầu bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp, có phải là người nhà của Dương Lộc không? Đường Tuấn vừa muốn nói, gọi nhầm rồi, nhưng ma xui quỷ khiến thể nào lại trả lời, phải. Anh nhanh chóng đến trường đi, Dương Lộc đánh nhau với bạn học trên trường. Hành vi này vô cùng tồi tệ, vài lãnh đạo trong học viện đang xem xét xử phạt em ấy đấy. Giọng nói của người đàn ông làm cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng, ông ta nói như đang ra lệnh cho người khác vậy. Ồ, vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Đường Tuấn hỏi, trong đầu cùng lúc đó xuất hiện dáng vẻ rụt rè của Dương Lộc, anh thật sự không ngờ được cô gái như vậy lại có thể đánh nhau với người khác. Hứ, còn có thể ở đâu được nữa, đương nhiên là ở phòng bảo vệ của học viện. Nhanh chóng đến đây đi, Tôi không có thời gian để đợi anh đâu." Người đàn ông nói với giọng bực tức rồi nhanh chóng cúp máy. Đường Tuấn nắm lấy chiếc điện thoại đang kêu tút tút, sau khi nói với tài xế lái xe câu, đến học viện thương mại trường đại học Vinh thì lại dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dương Lộc báo với nhà trường số điện thoại của anh, mà không phải số ở nhà, chắc là cô không muốn làm cho mẹ mình lo lắng. Mà lúc này, ở phòng bảo vệ của học viện thương mại trường đại học Vinh, Người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ điền mặc áo vest sắt cà vạt, cười lạnh lùng rồi cúp điện thoại. Dương Lộc đang có chút sợ hãi, cắn môi đứng trước mặt ông ta. Lúc này nhìn cô bé có chút thảm hại, đầu tóc mềm mượt lúc trước đã trở nên rối bù, trên mặt có vài chỗ bầm xanh, trên tay còn có chỗ da bị rách, máu vẫn đang chảy ra ngoài mà lại không được băng bó. Nhưng người đàn ông trung niên lại giả vờ không nhìn thấy, gần giọng nói, "Hứ. Đợi người nhà em đến." tôi phải hỏi thử xem họ dạy dỗ em thế nào đúng là không có gia giáo tổ trưởng lãnh anh ấy nói sẽ đến đây sao dương lộc có chút không dám tin hỏi người đàn ông lúc nãy tổ trưởng lãnh ở trước mặt bảo cô đọc số điện thoại của người nhà trong vô thức cô lại đọc ra số điện thoại của đường tuấn số điện thoại đường tuấn cho cô trong khoảng thời gian này cô sớm đã thuộc nằm lòng hứ đương nhiên là sẽ đến rồi tổ trưởng lãnh cười lạnh nói em như vậy còn muốn lấy học bổng tìm cơ hội thực tập, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chương 380 Thanh Tú, cậu quen người này à? Dương Lộc lúc này hoàn toàn không nghe lọt tai lời nói của tổ trưởng lãnh nữa, trong đầu cô bé không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ, anh ấy đến, anh ấy thực sự đến vì mình. Mà ở nơi cách Dương Lộc không xa, vài chàng trai, cô gái mặc trên mình quần áo hàng hiệu đang ngồi trên ghế, trên bàn còn có ấm trà đã được pha sẵn. Nếu so sánh cách đối xử mà Dương Lộc đang phải chịu với bọn họ, đúng thật là người ở trên trời người ở dưới đất. Mẹ nó, con điên Dương Lộc này dám lấy bút đâm tao. Trong số mấy người đó, một cậu trai khoảng chừng 23, 24 tuổi oán hận nhìn Dương Lộc, thốt ra những lời oán hận. Bàn tay cậu ta vẫn đang quấn băng gạc, vừa rồi Dương Lộc cầm cây bút bi đâm lên tay của cậu ta, làm chảy cả máu. Cậu Liên, cái con Dương Lộc này ngoại trừ có chút xinh đẹp ra, gia đình không có bối cảnh gì đợi chút người nhà cô ta đến đây đến lúc đó còn không phải cứ tùy ý cậu đưa ra điều kiện sao he he nghe nói nhà cô ta nghèo rất mồng tơi ra đến lúc đó cho dù cậu liên bắt người nhà cô ta đưa cô ta lên giường cậu sợ là họ cũng sẽ đồng ý luôn ấy chứ người bên cạnh cậu trai nói người này có thân hình gầy gò nhìn dáng vẻ lại rất gian xảo cậu trai được gọi là cậu liên nghe thấy vậy trong mắt lộ ra ánh sáng âm u tàn nhẫn nói đúng vậy lần này nếu không để cô ta trả cái giá đau đớn, ông đây không mang họ liên. Ánh mắt cậu ta lướt qua những đường cong quyến rũ trên cơ thể Dương Lộc, rồi lại le lưỡi liếm môi. Cậu Liên, có phải chúng ta quá đáng quá không? Dù sao chuyện này cũng là do chúng ta sai trước, lỡ như phía trường học truy cứu, chúng ta cũng không thể nói rõ được. Một cô gái không nhịn được nói. Ôi trời, cô Tần, cô sợ gì chứ? Cho dù là phía trường có truy cứu, cũng có cậu liên đây chống đỡ cho chúng ta. Một cô gái trang điểm đậm nói. Cô gái này tên Thái Thanh Tú, là bạn học của Dương Lộc mà trước đây Đường Tuấn gặp được ở nhà hàng Hoa Ngọc Châu. Không sai, cậu con trai hèn hạ vừa bày mưu tính kế cho cậu liên lúc nãy đắc ý nói, cậu liên bây giờ rất ghê gớm đó. Cha của cậu ấy vừa nhận được một mối làm ăn lớn hợp tác với tập đoàn Nam Nhật, phụ trách bộ phận hỗ trợ kinh doanh tiêu thụ của hai loại thuốc mới là thuốc thông thần và bột tuyết cơ lãnh đạo của trường cũng biết chuyện này, cho nên vốn chẳng dám động đến chúng ta đâu. Cậu Liên cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Dương Lộc lại càng trần trụi. Lúc đường Tuấn đi vào phòng bảo vệ, vừa hay nhìn thấy cảnh này. Một đám trai gái trẻ tuổi to nhỏ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía Dương Lộc cách đó không xa, mà tổ trưởng lãnh lại đang ngồi xử lý hồ sơ, một mình Dương Lộc đứng ở đó, đến cả chỗ ngồi cũng không có. Đường Tuấn vừa đi vào, thái thanh tú lập tức kinh ngạc hô lên là anh ta chuyện gì thanh tú cậu quen người này à cậu liên trao mày thái thanh tú nhanh chóng nói lại chuyện gặp đường tuấn và dương lộc ăn cơm ở nhà hàng hoa ngọc châu đương nhiên có một số chuyện làm cho cô ta mất mặt đã bị cô ta nói qua loa vài câu lướt đi ví dụ như đường tuấn giữ trong tay tấm thẻ hội viên cấp cao nhất hay tiện tay gọi cho lê trí hùng những chuyện này thái thanh tú đều không nói hứ có thể ăn cơm ở nhà hàng Hoa Ngọc Châu, xem ra cũng có chút tiền. Cậu liền cười lạnh, búng búng tay, nói, nhưng mà điều này cũng chẳng đáng gì. Xem dáng vẻ anh ta như vậy, cùng lắm thì là một lãnh đạo cấp cao, nhưng không gây ra được sóng to gió lớn gì được. Đợi thuốc thần thông và bột tuyết cơ bắt đầu bán ra, tài sản của nhà tôi phút chốc có thể mua được nhà hàng Hoa Ngọc Châu đó, cho dù là Lê Trí Hùng cũng không dám audio điện tử võ tấn bền. chương 381 Tổ trưởng lãnh thật sáng suốt anh chính là người nhà của dương lộc tổ trưởng lãnh đứng dậy dùng giọng nói tức giận nói với đường tuấn đường tuấn gật đầu vừa định trả lời nhưng anh đã nhanh chóng nhìn thấy vết bầm tím và vết thương trên cánh tay của dương lộc mặt anh lập tức u ám anh lạnh lùng nhìn tổ trưởng tổ bảo vệ trước mặt nói có chuyện gì xảy ra vậy tại sao dương lộc lại thành thế này đường tuấn là đại cao thủ của cảnh giới tông sư cho dù không cố ý cũng vẫn tỏa ra khí thế khiến cho tổ trưởng lãnh cảm giác như có hòn đá lớn đè nặng lên ngực, hít thở trở nên khó khăn. Nhưng ông ta vẫn cố gắng giữ vững dáng vẻ uy nghiêm của mình, nói, Dương Lộc nhà anh đánh nhau với bạn học trong trường, anh còn dám hỏi tôi là chuyện gì? Đường Tuấn nhìn đám trai gái đang ngồi như nghỉ dưỡng cách đó không xa, đến lúc anh nhìn thấy Thái Thanh Tú, mới hiểu rõ mọi chuyện. Ái trà, bốn đánh một, bốn người bọn họ vẫn bình yên vô sự, Dương Lộc lại thành ra như vậy. Tổ trưởng lãnh, anh có chắc chắn là Dương Lộc đánh nhau, mà không phải là do bọn họ bắt nạt Dương Lộc không? Đường Tuấn nhìn thấy tấm bảng tên đặt trên mặt bàn ghi, lãnh thư, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị hỏi. Hừ, chẳng lẽ anh đang chất vấn cách làm của tôi? Tổ trưởng lãnh ngay lập tức cảm thấy không nén được cơn giật, chế diễu nói quả nhiên là không phải người một nhà không vào chung một cửa, đều là thứ không có gia giáo. Quyết định của trường học từ lúc nào đến lượt anh được chất vấn bốp 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 tổ trưởng lãnh nói không sai lúc này cậu liên vỗ tay đi tới ba người còn lại cũng đứng dậy đi theo sau lưng cậu ta đại học có quy định của đại học anh dựa vào đâu mà chất vấn quy định của trường cậu liên nói anh đường không phải đâu là bọn họ ra tay trước dương lộc nghe thấy vậy gấp gáp giải thích với đường tuấn đường tuấn gật đầu làm sao mà anh không đoán ra được đại khái câu chuyện chứ với tính cách dịu dàng như ngọc của dương lộc đến mắng người cũng còn không biết nói gì đến ra tay đánh người nhìn vết bầm xanh tím trên mặt dương lộc giọng nói của anh trở nên vô cùng lạnh lùng ồ vậy tôi cũng muốn nghe thử xem quy định của trường mấy người là gì cậu liên nói chuyện này vốn cũng chẳng có gì chỉ là bạn bè đùa giỡn với nhau mà thôi nhưng dương lộc quá đáng quá cô ta lại dám lấy bút đâm tôi anh nói đi làm thế nào đây nói xong cậu ta còn đưa bàn tay đang quấn băng lên cho đường tuấn nhìn vẻ mặt đau khổ, làm bộ làm tịch. Không phải vậy đâu, Dương Lộc cuống lên đến mức sắp phát khóc, bọn họ sỉ nhục mẹ em trước, sau đó lại nói muốn cấu kết với nhà trường, hủy bỏ học bổng và cơ hội thực tập ở tập đoàn Nam Nhật của em. Em, em, hứ, ăn nói vớ vẩn, tổ trưởng lãnh thư gần giọng nói, bạn học liên có ra thế tốt, nhân phẩm thì mọi người đều biết là ưu tú, sao lại có thể tính toán với con bé nghèo khổ như em như thế. Rõ ràng là em đang vu khống người ta. Đúng vậy, tổ trưởng lãnh thật sáng suốt." Thái Thanh Tú nói leo theo. Dương Lộc cuốn đến mức sắp khóc, cô không có bao nhiêu bạn trong trường, hoàn toàn không có ai đồng ý đứng ra nói giúp cho cô. Thêm nữa, những người khác cũng đã nghe nói tin tức nhà họ Liên sắp kinh doanh phát tài rồi, bọn họ sao lại chịu vì cô mà đắc tội với cậu Liên nữa. Đường Tuấn khoát tay, ngăn không cho Dương Lộc nói tiếp. Ngược lại, anh còn tràn đầy hứng thú nhìn cậu Liên, nói, "Vậy mấy cô cậu cảm thấy làm sao mới được?" chương 382 các cậu làm vậy là lừa gạt. Bồi thường, đương nhiên phải bồi thường, cậu con trai có bộ dạng hèn hạ nói. Cậu liên cười nói, hơ hơ, chúng tôi học tập cùng nhau nhiều năm như vậy, cũng có chút tình cảm nể nang đi. Nhưng tôi đã bị thương như thế, cũng phải đền tiền thuốc thang và đền bù tổn thất tinh thần. Điều này không quá đáng chứ. Đường Tuấn nghiêm túc nói, hợp lý, hợp lý, vậy cô cậu nói thử xem phải đền bao nhiêu. Cậu liên thấy đường Tuấn thoải mái như vậy, ánh mắt nhìn về phía anh không nhịn được hiện lên ý coi thường. Cậu ta cứ tưởng rằng người Dương Lộc gọi đến là một người cứng rắn lắm cơ, không ngờ rằng lại là một quả hồng mềm đang đợi mà cậu ta nắn bóp. Chơi như thế thật sự chẳng thú vị gì. Không nhiều, nể tình là bạn học, 1 tỷ 750 triệu đi. Cậu Liên nói, thật lòng mà nói, chút tiền này đến dùng để tôi tiêu vặt hàng ngày cũng không đủ. Thế nào? 1 tỷ 750 triệu. Dương Lộc kinh ngạc la lên, cậu chẳng qua chỉ là rách chút ra, làm sao lại đòi đến 1 tỷ 750 triệu. Các cậu làm vậy là lừa gạt. Cậu liên cười lạnh, nói, hơ hơ, 1 tỷ 750 triệu, không nói nhiều. Anh đưa tiền, chúng ta kết thúc chuyện này ở đây. Bằng không làm loạn đến tai lãnh đạo của trường, cô không được yên đâu. Đúng vậy, nhà cậu liên người ta là kênh tiêu thụ thuốc thần thông và bột viết cơ đấy, đến lúc đó tiền kiếm ra được không biết gấp bao nhiêu nhiêu lần số tiền mà cả đời mấy người từng nhìn thấy đâu. Lấy chút tiền này của mấy người, mấy người còn phải thắp hương mà tạ ơn Phật đấy. Cậu trai có bộ dạng hèn hạ bênh vực cậu liên nói. Nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu ta, giống như là nhà họ liên giàu có thật rồi, cậu ta cũng sẽ được thơm lây vậy. Đường Tuấn nghe đến đây, chân mày vô thức nhếch lên. Anh có được nghe từ Diệp Nam Nhật mấy chuyện về công ty cung cấp kênh tiêu thụ thuốc thần thông và bột tuyết cơ, nhưng chưa hề nghe thấy nhà họ Liên. Trong lòng không khỏi có chút suy đoán. Đúng thật là không nhiều. Đường Tuấn nói lời này, móc từ trong túi ra tấm thẻ ngân hàng, nói trong đây có đúng 1 tỷ 750 triệu. Xem như là bồi thường cho cậu. Cậu Liên ngứa ra, nhận lấy tấm thẻ, sau đó chán ghét vứt tấm thẻ ngân hàng xuống đất, nói mẹ nó. Anh nói trong thẻ có 1 tỷ 750 triệu là có 1 tỷ 750 triệu hả, ông đây cần tiền mặt. Đường Tuấn trao mày, nói, vậy cậu đợi một chút. Móc điện thoại ra, Đường Tuấn gọi cho Diệp Nam Nhật. Đường Tuấn, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Diệp Nam Nhật vang lên trong điện thoại. Đường Tuấn nhìn cậu liên một cái, nói chú Diệp, về chuyện hỗ trợ kinh doanh kênh tiêu thụ thuốc thần thông và bột tuyết cơ, cháu có chút chuyện muốn hỏi chú. Diệp Nam Nhật khựng lại, giọng nói trở nên có chút không tự nhiên, sao vậy? mươi 383 lại làm bộ làm tịch. Diệp Nam Nhật cười một tiếng, giọng nói nghe có chút quái lạ, đương nhiên là được. Thuốc thần thông và bột tuyết cơ là do cháu cung cấp, cháu có quyền quyết định hợp tác với ai. Nhưng cháu cũng phải cho chú một một lý do chứ. Đường Tuấn tràn đầy hứng thú nhìn cậu Liên, nói ấy chà. Nhà họ Liên sinh ra một đứa con trai rất giỏi, chú cứ nói với bên đó như vậy. Diệp Nam Nhật còn muốn nói thêm, nhưng Đường Tuấn đã nhanh chóng cúp máy. Anh chỉ cảm thấy phiền lòng. Xem ra là Đường Nam Nhật cũng biết chuyện này. Hơ hơ, lại làm bộ làm tịch, cậu liên khoanh tay trước ngực, nói, nếu như còn không cho người đem tiền mặt đến đây, hôm nay ông đây sẽ không tha cho mấy người. Thái Thanh Tú ở kế bên nhìn thấy biểu cảm vô cùng bình tĩnh của Đường Tuấn, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành. Reng reng reng. Lúc này, điện thoại trong túi áo của cậu liên bỗng nhiên vang lên. Cậu ta nhìn tên hiển thị trên điện thoại, nhanh chóng bắt máy liên thiếu hòa tao đây sao lại có thể đẻ ra một con lửa ngu ngốc như mày tao không dễ gì mới lấy được chút tiêu thụ từ nhà họ diệp mẹ nó mày lại còn không biết sống chết là gì dám đi chọc giận anh đường vừa nhận điện thoại đầu bên kia đã truyền đến tiếng gào thét giận dữ giọng nói lớn như vậy cho dù không bật loa ngoài cũng có thể nghe được rất rõ ràng ngay tức khắc xung quanh lặng ngắt như tờ anh đường anh đường nào ạ à? liên thiếu hòa vẫn còn chưa phản ứng kịp nghi ngờ hỏi lại nói nhảm đương nhiên là anh đường người cung cấp thuốc thông thần và bột tuyết cơ rồi liên thiếu hòa tao không biết mày làm sao lại đắc tội với anh đường nhưng nếu như mày không xử lý ổn thỏa chuyện này thì cũng đừng nghĩ quay về nữa tao đây coi như không có đứa con trai như mày cha của liên thiếu hòa gầm lên trong điện thoại sau đó cúp luôn máy ông ta còn vội tìm tới tập đoàn nam nhật để cầu xin xem xem có còn cứu vãn được mọi chuyện hay không điện thoại di động đã truyền ra tiếng tút tút nhưng liên thiếu hòa vẫn cầm lấy nó không biết phải làm sao ực ừ, thái thanh tú nuốt nước bọt kinh ngạc nhìn về phía đường tuấn cô ta nhớ rõ người đàn ông trước mắt này mang họ đường hơn nữa vừa rồi lúc anh ta gọi điện thoại thì gọi đối phương là chú diệp ngay sau đó lại xảy ra chuyện nhà họ liên bị hủy hợp tác đây quả thực là quá trùng hợp rồi đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của đám người Đường Tuấn cười nhạt nói, giới thiệu lại lần nữa, tôi họ Đường, chính là người cung cấp thuốc thông thần và bột tuyết cơ trong miệng các người. Lạch cạch. Lời này vừa dứt, sắc mặt Liên Thiếu Hòa phút chốc trắng bệch, điện thoại di động cũng rơi xuống đất. Đám người thái thanh tú lại run rẩy cả người, tựa như gặp được một chuyện vô cùng khó tin, ánh mắt nhìn về phía Dương Lộc cũng trở nên cháy bỏng hừng hực. Đó là ngọn lửa ghen tị, dựa vào đâu mà cô ta lại may mắn như thế. Anh, anh Đường tôi không biết là anh. Liên Thiếu Hòa run rẩy mà nói ra một câu, chương 384, anh ta sẽ không lén lúc trả thù chúng ta chứ. Đường Tuấn lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói cậu không cần biết tôi. Hiện giờ cậu vẫn cho rằng trong tấm thẻ ngân hàng kia của tôi không có 1 tỷ 750 triệu sao? Hay là cần tôi đưa tiền mặt tới cho cậu? Liên Thiếu Hòa lắc đầu như chống bỏi, nói không cần, không cần. Cậu ta vội vã nhặt tấm thẻ ngân hàng từ mặt đất lên, dùng thái độ vô cùng cung kính đưa trả lại cho đường tuấn anh đường tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm chúng tôi chẳng qua chỉ đùa với bạn dương lộc chút thôi vừa rồi chỉ là đùa vui một chút thôi đùa vui sao đường tuấn nói nhưng mà cái trò đùa này không vui chút nào cả thẻ này cậu cầm đi coi như là tôi bồi thường cho các cậu anh quay đầu nhìn về phía tổ trưởng lãnh cũng đang đứng ngây ra tại chỗ nói tổ trưởng lãnh đúng không dạ 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 tôi là lãnh thư không biết anh đường có gì sai bảo. Lúc này lãnh thư làm gì còn dám làm ra vẻ, hãi hùng khiếp phía nói. Sai bảo thì không dám, chỉ có điều tổ trưởng lãnh xử lý mọi chuyện khiến cho tôi rất hoài nghi về tính công bằng. Tôi sẽ báo lại chuyện này với hiệu trưởng Lâm, đến lúc đó hy vọng ông có thể cho hiệu trưởng Lâm một câu trả lời hợp lý. Đường Tuấn lạnh lùng nói, một câu cắt đứt luôn tiền đồ của lãnh thư. Cậu đường, tôi, lúc này lãnh thư thật sự hối hận tím cả ruột gan, sớm biết thế này thì lúc đó đã xử lý công bằng có lẽ còn có thể nịnh bợ được đường tuấn đường tuấn lại không có ý tứ muốn nghe bọn họ nói tiếp nói với dương lộc chúng ta đi thôi dương lộc không biết phải làm sao cứ đứng yên tại chỗ hai mắt long lanh nhìn đường tuấn cô biết anh đường này của mình có thân phận không tầm thường nhưng vẫn không có cách nào liên hệ anh với người cung cấp thuốc thông thần và bột tuyết cơ được lan truyền rầm rộ vào khoảng thời gian trước lúc này nghe lời nói của đường tuấn Cô mới ngơ ngác đi ra ngoài cùng anh. Trong phòng bảo vệ, yên tĩnh một lúc lâu. Anh ta sẽ không lén lút trả thù chúng ta chứ? Một lúc lâu sau, cậu trai có dáng vẻ hèn hạ mới mở miệng lẩm bẩm. Bốp bốp. Trả thù mẹ mày, cũng không nhìn xem mày là cái thứ gì, xứng đáng để người ta trả thù sao? Liên Thiếu Hòa trực tiếp cho cậu trai kia hai cái tát, nói, vừa rồi nếu như không phải mày ở bên cạnh xúi dục ông đây, thì ông đây có thể bị quỷ ám như vậy sao? tên con trai sợ sệt đứng đó không dám trả lời cho dù liên thiếu hòa không còn hợp tác với tập đoàn nam nhật nhưng vẫn không phải là người anh ta có thể chống đối còn có cô nữa thái thanh tú trong mắt liên thiếu hòa như phun ra lửa giận cô biết rõ thân phận của anh ta không bình thường vì sao không ngăn cản tôi có phải là cô cố ý hay không thái thanh tú run run khóe miệng căn bản không thèm để ý đến liên thiếu hòa đang nổi điên trong lòng cô ta vô cùng khổ sở Cô ta so sánh với Dương Lộc lâu như vậy, cuối cùng vẫn thua sao? Đường Tuấn và Dương Lộc ngồi xuống ở một cái đình nghỉ chân bên trong học viện thương mại, cách đình không xa có một cái hồ nhân tạo, phong cảnh ở đây rất đẹp, đây là nơi những cặp sinh viên yêu nhau thường hay lui tới. Lúc này chương 385 nổi gió rồi. Đường Tuấn lắc đầu, nói, sau này hẳn là bọn họ không dám làm gì em nữa đâu, còn về học bổng và cơ hội tới tập đoàn Nam Nhật thực tập, đó là thứ mà em đáng được có. Dương Lộc bỗng nhiên lại lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ kiên định, nói em không đến tập đoàn Nam Nhật thực tập nữa. Tại sao? Đường Tuấn nói, tập đoàn Nam Nhật xem như là tập đoàn lớn đứng đầu thành phố Vinh, không biết có bao nhiêu người muốn vào đó thực tập, trước đó Dương Lộc mâu thuẫn với đám người Thái Thanh Tú hình như cũng là vì chuyện này, nhưng tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Dương Lộc khẽ cắn môi, không giải thích gì thêm, vốn dĩ cô đã thông minh, từ cuộc điện thoại vừa rồi của Đường Tuấn và Diệp Nam Nhật Cô đã có thể đoán ra một vài điều, hình như Đường Tuấn cùng tập đoàn Nam Nhật hợp tác không được vui vẻ. Suy đoán như vậy, nên chắc chắn cô sẽ không xin vào tập đoàn Nam Nhật nữa. Vậy chuyện thực tập của em phải làm thế nào? Nếu như không đi thực tập thì em không thể tốt nghiệp được. Đường Tuấn nhìn Dương Lộc nói, từng học ở Đại học Thành phố Vinh một thời gian, Đường Tuấn cũng có một chút hiểu biết về quy định của Đại học Thành phố Vinh. Thực tập ở một công ty tốt có thể ảnh hưởng trực tiếp tới công việc sau này. Em sẽ nghĩ cách khác, tóm lại, em không muốn tới tập đoàn Nam Nhật." Dương Lộc Kiên quyết nói. Đường Tuấn nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên hỏi, "Em có hứng thú đến thực tập ở tập đoàn Ninh Thịnh không?" Tập đoàn Ninh Thịnh, Dương Lộc suy nghĩ một lát, cô là sinh viên của học viện thương mại nên có hiểu biết đối với tất cả các công ty lớn nhỏ trong thành phố. Một lát sau, rốt của cô cũng nhớ ra, nói, "Tập đoàn Ninh Thịnh có hợp tác về thuốc mới của anh đấy sao?" Đường Tuấn gật đầu. Tập đoàn Ninh Thịnh là công ty của nhà Ninh Đình Trung, thế nào? Mặc dù tập đoàn Ninh Thịnh không bằng tập đoàn Nam Nhật, thế nhưng triển vọng tương lai cũng rất tốt. Dương Lộc gật đầu không chút do so dự, nói em muốn đi. Em không cần trả lời câu hỏi của anh gấp như vậy đâu." Đường Tuấn nói. Dương Lộc vội lắc đầu, nói anh Đường bảo em đi thì em sẽ đi. Khóe miệng Đường Tuấn hiện lên nụ cười, nói em không sợ bị anh lừa sao?" dương lộc kiên định nói không đâu anh đường giúp em nhiều như vậy em cũng hy vọng có một ngày có thể giúp anh đường hơn nữa cô ngẩng đầu tựa như lấy hết tất cả dũng khí mà nói em cũng hy vọng mình có thể đuổi kịp bước chân của anh đường sánh vai bên cạnh anh đường tuấn ngẩn ra không nghĩ tới dương lộc lại thông minh như thế chỉ dựa vào đôi ba lời mà đã đoán được ý nghĩ của mình anh nhìn về phía mặt hồ bị gió thổi nổi lên từng đợt sóng lăn tăn nói học tập thật tốt nhé có lẽ em thực sự sẽ trở thành người trợ giúp của anh. Anh cho Dương Lộc một cơ hội, còn về phần Dương Lộc có thể nắm bắt hay không, vậy thì phải xem chính cô rồi. Nổi gió rồi, Đường Tuấn hơi nheo mắt lại, lẩm bẩm với chính mình. Đường Tuấn đang ngồi một mình trong đình, lát nữa, Dương Lộc còn có tiết học nên phải quay về. Dương Lộc cũng lờ mờ đoán được dự định của Đường Tuấn nên cô không dám bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để phát triển bản thân. Audio điện tử võ tấn bền Chương 386, con nhìn hợp đồng này đi. Đường Tuấn ngồi một mình được một lúc liền gọi cho Ninh Đình Trung, chuẩn bị nói cho anh ta việc Dương Lộc đi làm thực tập. Ai ngờ Ninh Đình Trung lại mở miệng nói trước, "Đường Tuấn, có chuyện gì vậy? Vừa nãy chú Diệp của cậu gọi điện thoại cho tôi, bảo muốn đưa tôi 20% hạn ngạch tiêu thụ của nhà họ Liên. Tôi hỏi ông ấy vì sao, ông ấy nói là ý của cậu." 20%, Đường Tuấn nhẩm lại trong lòng, lúc này mới nói, "Không sao." Trung Mập, anh cứ yên tâm mà nhận đi. Ừm, mặc dù Ninh Đình Trung vẫn còn thắc mắc, nhưng hình như anh ta nghe thấy sự khác thường trong giọng đường Tuấn nên anh ta không hỏi tiếp nữa. Đúng rồi, Trung Mập, tôi có một người bạn, là sinh viên học viện thương mại thuộc Đại học Vinh, tôi bảo cô ấy một thời gian nữa qua chỗ anh thực tập được không? Đường Tuấn nói, không phải quan hệ của anh với chú Diệp không đến nỗi nào sao, để bạn cậu đi thực tập ở tập đoàn Nam Nhật tốt hơn mà. Ninh Đình Trung nói, đương tuấn nói lần này có chút đặc biệt tôi muốn cô ấy học về quản lý bộ phận sản xuất thuốc mới và marketing anh cứ quan sát một đoạn thời gian nếu như có thể hãy để cô ấy chính thức tiếp xúc với nó ninh đình trung nghe đến đây đột nhiên không nói gì nữa anh ta đột nhiên nghĩ tới việc của nhà họ liên suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra tôi biết rồi tôi sẽ đích thân đi sắp xếp và khảo sát còn phía tập đoàn nam nhật thì sao ninh đình trung nói một cách do dự Đường Tuấn nói tạm thời không cần lo, ít nhất trong mấy tháng tới sẽ không có vấn đề gì lớn. Trong mấy tháng tiếp theo, lượng tiêu thụ thuốc mới dưới sự giúp đỡ của nhà họ Âu Dương, Diệp Thiên Vũ, Hoàng Tường sẽ tăng lên vô cùng nhanh, Diệp Thanh Phương sẽ không ngu ngốc đến mức chọn lúc này để ra tay. Trong phòng làm việc của tập đoàn Nam Nhật, Diệp Thanh Phương ném tài liệu xuống đất cộp một tiếng, đường Tuấn thật quá đáng quá rồi rồi, tuy cách chế tạo thuốc là do cậu ta đưa nhưng lại do tập đoàn Nam Nhật chúng ta đầu tư sản xuất. Từ đầu đến cuối cậu ta chỉ khua môi múa mép. Dựa vào cái gì để cậu ta quyết định hợp tác với ai? Còn nhà họ Ninh nữa, chẳng là chỉ là một công ty nhỏ, vậy mà lại độc chiếm số lượng lớn như vậy. Không phải ỷ mình có chút quan hệ với cậu ta sao? Diệp Quang nhất ngồi trên sofa, trông có chút mỏi mệt. Ông nhìn con trai đang tức đến không thở ra hơi, nói, "Đến giờ con vẫn không thấy mình sai rồi sao?" "Sai? Con làm sai cái gì?" Diệp Thanh Phương lạnh lùng nói, "Con chỉ là muốn lấy lại những thứ thuốc về nhà họ Diệp chúng ta. Cậu ta chỉ là một người ngoài họ Đường, dựa vào cái gì? Việc của nhà họ Liên, cậu ta có tư cách gì để nhúng tay vào?" Diệp Quang Nhất thở dài một tiếng, đưa phần tài liệu bên người cho Diệp Thanh Phương, nói, "Con nhìn hợp đồng này đi." Diệp Thanh Phương nhận lấy tài liệu, mở ra, chỉ nhìn lướt qua đã ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quang Nhất, nói một cách thất thanh, "51% cổ phần?" hơn nữa còn là cổ phần lúc tập đoàn Nam Nhật mới thành lập. Cha, chuyện này là thế nào? Diệp Quang nhất say nhẹ huyệt Thái Dương, vực lại tinh thần, nói, vốn dĩ cha cũng không muốn nói việc này cho con sớm như vậy. Nhưng bây giờ con ngày càng lệch lạc, cha mới đưa cho con xem. Tiếp sau đó, ông kể lại sơ qua về khởi nguồn ban đầu của tập đoàn Nam Nhật. Y Thánh nhà họ Đường, Diệp Thanh Phương nói, cái này thì liên quan gì đến Đường Tuấn? Anh ta chợt nghĩ tới cái gì đó. Cơ thể hơi hơi run nhẹ. Con nghĩ không sai, Đường Tuấn chính là cháu trai của Đường Hạo. Diệp Quang nhất dường như dùng hết sức lực của mình để nói ra câu này. "Chương 387 mày lấy gì để đấu với tao?" "Sao có thể?" Diệp Thanh Phương vẫn không dám tin. Anh ta cho rằng sớm hay muộn thì tập đoàn Nam Nhật cũng là của mình, nhưng bây giờ Diệp Quang nhất lại nói với anh ta tập đoàn Nam Nhật thật ra là của họ Đường chứ không phải họ Diệp, làm sao anh ta chịu được? giống như cô vợ nuôi từ bé của mình sắp đến ngày kết hôn lại chạy theo người đàn ông khác đây là sự thật diệp quang nhất nói đừng có ý định đối địch với đường tuấn cậu ta là người coi nặng tình cảm chỉ cần con không tiếp tục cậu ta sẽ không làm gì con đâu coi nặng tình cảm diệp thanh phương nhẩm lại bốn chữ này đột nhiên nhìn về phía diệp quang nhất nói cha hợp đồng này chỉ có một bản này thôi đúng không trong tay nhà họ đường hoặc đường tuấn có không diệp quang nhất lắc đầu nói không có năm xưa ông cụ họ đường không ngờ có ngày sẽ phải dùng đến nó chỉ cần nghĩ đến sự tin tưởng tuyệt đối đường hạo dành cho mình trong lòng diệp quang nhất càng thêm áy náy vậy thì tốt diệp thanh phương cười lạnh rút bật lửa từ trong túi ra đốt luôn bản hợp đồng cổ phần trong tay con làm cái gì thế diệp quang nhất thấy vậy lập tức hét lên ông đứng dậy muốn ngăn cản nhưng lại bị diệp thanh phương ngăn lại cha cha sợ gì chứ hợp đồng này chỉ có một bản, cho dù là đường Tuấn nói ra cũng không ai tin. Bây giờ làm ăn chú trọng khế ước trên tinh thần chứ không phải tình nghĩa. Diệp Thanh Phương ném hợp đồng đã cháy hơn phân nửa xuống đất, để nó tự cháy hết, sau đó dẫm thật mạnh lên, nói một cách lạnh lùng, huống hồ, cậu ta chỉ là một người chết, dựa cái gì tranh giành với con. Bốp, điên rồi, Diệp Quang nhất tát thẳng vào mặt Diệp Thanh Phương, nói con có biết mình đang làm gì không? Làm như vậy khác nào đẩy nhà họ Diệp ta vào con đường bất nhân bất nghĩa. Mặt Diệp Thanh Phương hằn một bàn tay, nhưng nụ cười trên mặt anh ta lại càng thêm sáng lạng và lạnh lùng, đương nhiên con biết con đang làm gì. Con đang thay nhà họ Diệp lấy về thứ thuộc về mình. Bàn tay Diệp Quang nhất lại giơ lên một lần nữa, lại bị Diệp Thanh Phương nắm lấy cổ tay cha, nếu cha đã định giao tập đoàn Nam Nhật cho con quản lý, vậy cha đừng nhúng tay vào nữa. Mắt anh ta ánh lên vẻ tự tin nói con sẽ chứng minh cho cha thấy nhà họ diệp cho dù không dựa vào nhà họ đường cũng có thể kinh doanh tốt hơn mạnh hơn trước còn đường tuấn cứ để cậu ta đắc ý một thời gian đi diệp quang nhất nhìn tờ giấy đã cháy thành cho trên mặt đất vẻ mặt vô cùng phức tạp cuối cùng ông ta rút tay lại nói bỏ đi nếu như con muốn giày vò thì cứ giày vò đi cha cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian nhưng cha vẫn phải nhắc con một câu đừng làm quá quá đáng diệp thanh phương cười lạnh lùng gật đầu, trong lòng lại có chút xem thường. Từ lúc gặp Đường Tuấn tới nay, anh ta chưa bao giờ cảm thấy đau khổ như lúc này. Bây giờ con át chủ bài mạnh nhất của mày cũng đã bị tao hủy rồi, mày lấy gì để đấu với tao? Diệp Thanh Phương thầm nghĩ một cách lạnh lùng. Mấy ngày tiếp theo rất an ổn, thuốc thông thần và bột tuyết cơ cũng đã ra mắt trên thị trường, ngay lập tức đạt được lượng tiêu thụ khổng lồ, may là Diệp Quang Nhất đã lường trước đến tình huống chương 388, anh vẫn muốn bị tôi ném ra ngoài lần nữa sao? Vừa nghe điện thoại, anh đã nghe được giọng nói hốt hoảng của mộ dung lan vang lên, đường Tuấn, anh đang ở đâu thế? Em sắp phải đi rồi, mộ dung lan nói tiếp. Gì cơ, em phải đi rồi, đường Tuấn nghe thấy vậy, trong nháy mắt anh như bị sét đánh trúng, cả người cứng đờ mất mười mấy giây. Sau khi hoàn hồn lại, anh mới nhanh chóng nói, em đang ở đâu? Bây giờ, anh đi tìm em em ở ân bay, mộ dung lan nói. Đợi anh nhé, nói xong câu này, đường Tuấn cúp luôn điện thoại. Nhà của thẩm dũng cách sân bay không xa, nửa giờ sau, đường Tuấn đã lái xe đến sân bay. Từ xa, anh thấy mộ dung lan và mộ dung hà anh trai của cô ấy đang đợi ở phòng chờ máy bay. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Tuấn bước vào phòng chờ, anh hỏi. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng anh có đến tìm mộ dung lan, nhưng anh chưa từng nghe cô ấy nói về việc rời đi mộ dung lan nhìn mộ dung hà mộ dung hà oán hận chừng mắt nhìn đường tuấn nhưng vẫn tạm thời tránh đi ông nội em đột nhiên ốm nặng em cũng vừa mới nhận được tin trong nhà bảo tôi mau chóng trở về họ còn nói nếu không sẽ không gặp được mặt ông cụ lần cuối mộ dung lan đau lòng nói người trong nhà ép cô ấy gả cho cậu ấm nhan minh chỉ có ông nội của cô ấy vẫn nói vài lời vì cô nhưng bây giờ ngay cả ông nội cũng ốm nặng rồi cô ấy cảm thấy vô cùng bơ vơ Đường Tuấn thở dài, ôm Mộ Dung Lan vào trong ngực, anh vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, anh nói, "Đừng lo, ông nội em nhất định sẽ không sao đâu." Anh đã từng nghe Mộ Dung Lan nhắc đến ông nội ở nhà, anh biết ông cụ là một trong số ít người nghĩ cho Mộ Dung Lan. Đột nhiên xa cách, hai người cảm thấy có ngàn lời muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hai người ôm nhau, giống như không bằng lòng khi nghĩ về cuộc ly biệt sắp tới mãi cho đến khi có một giọng nói bất hòa vang lên sau lưng họ, này, ôm đủ chưa vậy? Mộ Dung Lan, chúng ta phải lên máy bay rồi. Mộ Dung Hà nhìn đường Tuấn, ánh mặt u ám thù hằn. Mấy ngày nay anh ta ở lại thành phố Vinh, anh ta đặc biệt điều tra đường Tuấn thông qua mạng lưới quan hệ rộng lớn của nhà họ Mộ Dung. Kết quả điều tra khiến cho anh ta có chút kinh ngạc. Vốn dĩ anh ta còn cho rằng đường Tuấn cùng lắm là có chút xuất thân hoặc là cậu ấm ngu ngốc chỉ biết ăn trên ngồi chốc, không ngờ đường tuấn lại là người cung cấp hai loại thuốc mới cho tập đoàn nam nhật hơn nữa ngay cả quỷ y lâm trung hiệp cũng đã công nhận y thuật của anh điều khiến anh ta sợ hãi hơn là đường tuấn còn là một cao thủ nội công đây mới là chỗ khiến anh ta kiêng rè nghĩ đến cảnh trong bệnh viện đa khoa ngày đó anh ta bị đường tuấn nhấc lên như con gà rồi ném ra khỏi phòng làm việc mộ dung hà nghiến răng căm hận nhưng anh ta cũng biết bản thân không phải là đối thủ của đường tuấn Lần này ra ngoài anh ta lại không mang theo vệ sĩ cao lớn nên cũng không tùy tiện ra tay tìm phiền phức với Đường Tuấn. Ôm chặt như vậy thì có tác dụng gì? Em tôi trở về sẽ gả cho Nhan Minh ngay, tên nhóc họ Đường, tôi khuyên cậu mau sớm cắt đứt cái ý nghĩ vô ích đó đi. Mộ Dung Hà chế nhạo, dựa vào chút thành tựu nho nhỏ đó của cậu cũng chỉ có thể khoe mẽ ở cái nơi nhỏ bé như thế này thôi, trong mắt nhà họ Mộ Dung và nhà họ Nhan, cậu chẳng là cái thá gì cả. Đường Tuấn cau mày, nói anh vẫn muốn bị tôi ném ra ngoài lần nữa sao? Cậu, sắc mặt mộ dung hà xám xịt, nhưng anh ta thật sự không dám nói thêm nữa. Nếu lại bị ném ở nơi công cộng như ở sân bay lần nữa, vậy thì cậu cả nhà mộ dung như anh ta sẽ thật sự mất hết thể diện. chương 389, Đồ Thành tìm được Diệp Thiên Vũ rồi. Em nhất định không lấy nhan minh đâu, mộ dung lan cam đoan. Tôi biết, tôi sẽ đi tìm cô, Đường Tuấn nói anh cũng rất muốn đi xem nhà họ mộ dung trông như thế nào mà lại dùng con gái của mình làm một quân cờ thương mại. Cuối cùng, nhóm người mộ dung lan và mộ dung hà vẫn rời đi. Đường Tuấn nhìn chiếc máy bay trên đỉnh đầu bay vút lên trời cao, tâm trạng anh cũng dần dần bình tĩnh lại. Anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm, anh không thể giống như những người trẻ tuổi đa sầu đa cảm, cứ chìm đắm trong bi ai sầu khổ. Sau cái xe ra khỏi sân bay, đường Tuấn gọi điện cho Quách Thịnh Minh. Hai ngày trước, Quách Thịnh Minh đã đề cập với anh, Đồ Thành đã vào đến tỉnh Khánh Hòa, hiện đang xuất phát đến thành phố Vinh, có lẽ anh ta sẽ nhanh chóng tìm đến cửa. Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói Quách Thịnh Minh truyền đến từ đầu dây bên kia, anh Đường, anh gọi đến thật đúng lúc, vừa vặn tôi cũng muốn tìm anh. Ồ, đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào Đồ Thành đã thật sự đến thành phố Vinh rồi sao? Trong mắt Đường Tuấn có ý tuyên chiến hừng hực. Về phương diện võ công, mặc dù anh không ngừng khổ luyện, nhưng khổ nỗi anh lại không có danh sư chỉ điểm nên cũng không có cơ hội so tài với các cao thủ điều này khiến anh như rơi vào khó khăn không có cách nào lĩnh hội võ họ cao thâm hơn lúc này mặc dù ngoài mặt anh rất bình tĩnh nhưng lời nói vừa rồi của mộ dung hà khiến cho lòng anh ôm cục tức cần phải nhờ vào một trận chiến lớn để phát tiết ra không phải vậy giọng nói của quách thịnh minh có chút gấp đồ thành tìm được diệp thiên vũ rồi ông diệp đường tuấn hơi nhíu mày mặc dù ông Diệp là cao thủ nội công đỉnh cao, ông ấy cũng đã lĩnh hội được bí quyết dùng công hóa khí, nhưng dù sao thì ông ấy cũng không phải là cao thủ tông sư. Lẽ nào Đồ Thành không biết xấu hổ như vậy sao? Cao thủ tông sư có tiếng tăm càng lớn thì sẽ càng trân quý danh dự của mình, họ sẽ không chủ động so tài với những người có cảnh giới thua kém mình. Đương nhiên, nếu đối phương khiêu khích trước sẽ lại là một chuyện khác. Đây là quy củ mọi người ngầm thừa nhận ở trong giới võ thuật. Quách Thịnh Minh nói, hình như Đồ Thành đã nhận được tin, ông ta biết Diệp Thiên Vũ có liên quan đến loại thuốc mới được đưa ra thị trường của tập đoàn Nam Nhật lần này, cho nên mới đi tìm ông ấy. Thời gian, địa điểm, Đường Tuấn hỏi ngắn gọn, Thác Thành Long đến để ám sát Diệp Thiên Vũ, việc này không thể giấu được Đồ Thành. Đối phương tìm được Diệp Thiên Vũ, người đang hợp tác ngoài mặt với tập đoàn Nam Nhật, cũng có thể chứng minh được điểm này. Địa điểm ở phòng tập võ Thành Vân của ông Diệp thời gian là 3 giờ chiều nay. Quách Thịnh Minh nói, ừ, tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ đến đó ngay. Đường Tuấn nói, Diệp Thiên Vũ đã giúp anh rất nhiều trong việc buôn bán thuốc mới, anh không thể ngồi yên một chỗ không quan tâm được. Hơn nữa, nói cho cùng thì chuyện này cũng từ anh mà e Quách Thịnh Minh vội vàng nói, anh Đường, anh thật sự không suy nghĩ lại sao. Đồ Thành đã có được chân truyền của cổ sáng, thực lực của ông ta thâm sâu không thể lường được anh cần gì phải mạo hiểm như vậy? Các học trò của Diệp Thiên Vũ khá có thế lực ở thành phố Đà Nẵng, Đồ Thành không dám liều lĩnh ra tay đâu. Nhà nước cũng sẽ không cho phép một võ phu nước ngoài làm loạn trong lãnh thổ Việt Nam đâu. Đường Tuấn không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Thế lực của chương 390 người này mà các cậu cũng không biết sao. Phòng tập võ Thành Vân hôm nay vô cùng náo nhiệt L, các học trò của Diệp Thiên Vũ tạm ngưng các công việc trong tay, Vội vã trở về thành phố Đà Nẵng. Chật chật, đó không phải là chủ tịch hứa, chùm bất động sản của thành phố Đà Nẵng ta sao? Ông ta là khách quen của báo tài chính kinh tế thành phố Đà Nẵng. Sao ông ta lại đến đây? À, còn có chủ tịch hoàng của công ty truyền thông Thành Huy. Nghe nói cách đây không lâu, ông ta vừa ký một dự án hợp tác vài trăm triệu với công ty Internet lớn nhất nước ngoài. Những giọng nói thán phục không ngừng vang lên trong phòng tập võ Thành Vân một nhóm cậu ấm cô chiêu đến học võ đang díu dít bàn tán. Tầm mắt của bọn họ tập trung ở cửa phòng tập võ, nhìn từng vị đại lão bước vào. Này, người đó là ai vậy? Sao lại trẻ như vậy? Lẽ nào cũng là giám đốc cấp cao của công ty nào đó sao? Lúc này, có người nhạy bén, nhìn thấy một nam thanh niên khoảng 26-27 tuổi bước vào phòng tập võ cùng với nhóm đại lão. Này, người này mà các cậu cũng không biết sao? Có người lên tiếng. Người lên tiếng là người tương đối thạo tin trong đám cậu ấm cô chiêu này, cậu ta chỉ nói một câu đã thu hút sự chú ý của mọi người. Gì vậy, mau nói đi. Nè, người đó tên Đường Tuấn, là nhân vật trong những tin tức trong khoảng thời gian này ở thành phố Vinh. Anh ta chính là người cung cấp phối phương của loại thuốc mới cho tập đoàn Nam Nhật. Tôi nghe người ta nói, sau năm nay, có lẽ thành phố Vinh sẽ có thêm một tỷ phú. Đó chính là anh ta mặc dù những cậu ấm cô chiêu như bọn họ cũng có xuất thân không nhỏ, nhưng vẫn kém sức hút hơn rất nhiều so với Đường Tuấn. A, à, là anh ta, nhưng nói anh ta là tỷ phú có khủng bố quá không? Mặc dù thuốc thông thần và bột tuyết cơ bán rất chạy, nhưng như vậy cũng khoa trương quá rồi đó. Hừ, đó là bởi vì cậu không nhìn thấy tiềm lực của thuốc thông thần và bột tuyết cơ. Khoảng thời gian này, mặc dù hai loại thuốc mới vừa được đưa ra thị trường không lâu, nhưng đã xuất hiện dấu hiệu cung không đủ cầu. Đường Tuấn bước vào phòng tập võ, những lời bàn tán của đám người này đều bị anh nghe thấy, nhưng anh cũng không có chút cảm xúc lạ thường nào. Nhưng từ cuộc nói chuyện của bọn họ, Đường Tuấn cũng biết Diệp Thiên Vũ quả thực đã dốc hết sức để giúp anh đẩy mạnh tiêu thụ loại thuốc mới, anh không khỏi bước nhanh hơn. Tâm trạng anh có chút nặng nề, anh vừa đến thành phố Đà Nẵng đã đi thẳng đến phòng tập võ Thành Vân, nhưng anh vẫn đến trễ hơn đổ thành một bước. Nghe học trò của Diệp Thiên Vũ nói, Đồ Thành đã đến phòng tập võ Thành Vân từ nửa giờ trước. Phòng tập võ là loại hình căn hộ thông tầng, Đường Tuấn đi theo mấy học trò của Diệp Thiên Vũ lên tầng 2. Tầng 2 là một sân bãi rất lớn, bên trên đặt rất nhiều mộc nhân thung và bao cát, hiển nhiên là để dùng cho các bài tập thông thường. Lúc này trong sân, có hai người đang đánh nhau, một người là ông cụ tóc bạc, một người là một người đàn ông trung niên da đen. Ông cụ tóc bạc là Diệp Thiên Vũ, còn người đàn ông trung niên kia chắc là Đồ Thành. Đồ thành trông hơi gầy, giống như thiếu dinh dưỡng, nhưng cơ bắp toàn thân lại rắn chắc mạnh mẽ, giống như sắt thép đã qua nhiều lần gọt rũa, lộ ra một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Ông ta lạnh lùng và nghiêm nghị, mỗi chiều mỗi thức được đánh ra rất vị ý, Diệp Thiên Vũ đã kiệt sức để đối phó. Võ ông ta dùng không phải võ thuật cổ truyền của Siêm mà là võ thuật Việt Nam chính thống. Audio điện tử võ tấn bền. chương 391, vẫn chưa tới lúc. Diệp Thiên Vũ đã rơi vào thế yếu, thất bại chỉ còn là chuyện sớm muộn. Nhưng ông cụ không có chút chán nản, ngược lại ánh mắt lại rất sáng ngời, tinh thần cũng ngày càng dâng trào hơn. Hai, Đường Tuấn thấy vậy, trong lòng khẽ thở dài. Người ngoài không thể nhìn được Diệp Thiên Vũ đang làm gì, nhưng thân là tông sư, anh vừa nhìn là thấy ngay. Diệp Thiên Vũ đang lợi dụng thế của đồ thành để rèn luyện võ thuật của mình. Ông ấy đã lớn tuổi, khí huyết đã dần suy yếu cho dù có lĩnh hội được bí quyết luyện công hóa khí, nhưng tiến độ vẫn rất chậm, thậm chí không thể bước vào cảnh giới tông sư trong những ngày còn lại. Phương pháp này rất nguy hiểm, một khi đồ thành phát huy hết sức, Diệp Thiên Vũ không chỉ không thể đạt được mục đích, mà còn có thể bị đồ thành đánh cho bị thương nặng, kết cục là chết hoặc tàn phế. Này, ông lão chết tiệt, ông tưởng tôi không biết ông đang muốn làm gì sao? Lúc này, đồ thành cười dữ tợn, ông ta nói, vừa rồi tôi chỉ trêu đùa với ông thôi, để cho ông đắc ý một chút ông thật sự nghĩ tôi là đến đây để tập võ với ông hay sao diệp thiên vũ nghe thấy vậy sắc mặt bỗng thay đổi nhưng đã không kịp nữa rồi đồ thành vẫn chưa nói xong thế tấn công trong tay đã trở nên ác liệt một đấm tiếc một đấm giống như cơn sóng mang theo uy thế vô song may mà diệp thiên vũ có kinh nghiệm phong phú dường như đồ thành cảm nhận được sự xuất hiện của đường tuấn nên không dám cố gắng hết sức nên diệp thiên vũ vẫn có thể gắng ngượng chống đỡ chỉ là ông ta còn chật vật hơn đường tuấn cậu vẫn chưa ra tay sao thấy thầy của mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm một học trò của diệp thiên vũ vội vàng hỏi đường tuấn anh ta ăn mặc rất trang trọng dáng vẻ hiên ngang khuôn mặt chữ quốc đầy vẻ uy nghiêm vừa nhìn là biết anh ta là người đã chỉ đạo nhiều năm bọn họ đã học hỏi được một số chuyện từ miệng diệp thiên vũ tất nhiên nhìn đường tuấn có chút khó chịu đường tuấn lắc đầu nói, vẫn chưa tới lúc. Nếu anh ra tay ngay bây giờ, dĩ nhiên anh có thể kéo Diệp Thiên Vũ ra khỏi chiến cuộc, nhưng nếu như vậy mọi cố gắng trước đó của Diệp Thiên Vũ sẽ vô ích. Người đàn ông nhướng mày, "Của trách cậu nói gì?" "Sở dĩ thầy tôi tham gia cuộc so tài này với người tên Đồ Thành này đều là vì cậu. Vậy mà cậu lại chỉ ngồi xem mà không thèm đếm xỉa đến sao?" Lúc này, trên sân Diệp Thiên Vũ suýt nữa bị Đồ Thành đánh vào ngực, mặc dù đã kịp thời dùng hai tay để cản lại. Nhưng Diệp Thiên Vũ vẫn bị chấn động đến mức cuồn cuộn khí huyết, khóe miệng ông ta dỉ máu. Thầy ơi, các học trò của Diệp Thiên Vũ hét lên. Ha, à, một ông lão nội công có hẳn có thể trụ dưới tay tôi lâu như vậy cũng đủ để tự hào rồi. Đồ Thành nói, nhưng ông vẫn quá yếu. Nói xong, ông ta lại đánh vào ngực Diệp Thiên Vũ, nếu bị cú này đánh trúng, Diệp Thiên Vũ chắc chắn sẽ bị thương nặng. Lúc này Diệp Thiên Vũ đã bị thương, hành động và phản ứng cũng đã chậm hơn rất nhiều ông ta hoàn toàn không thể tránh được cú này. Dừng tay, đột nhiên, Đường Tuấn kêu lên, đồng thời đấm vào lưng Đồ Thành. "Ha, à, đến đúng lúc lắm, ông đây đã đợi cậu lâu rồi." Đồ Thành cười khẩu, vốn dĩ ông ta đánh về phía Diệp Thiên Vũ nhưng lại đột nhiên quay đầu, đánh về phía Đường Tuấn. Dường như ông ta đã đoán trước được Đường Tuấn sẽ ra tay vào lúc này. Rầm. Một tiếng vang trầm thấp vang lên từ trên sân. Chương 392, thầy ơi thầy nghĩ ai sẽ thắng. Tay của đường Tuấn và đồ thành chạm vào nhau, âm thanh trầm thấp như sấm rền, khiến cho người ta run sợ. Hai tay tách ra khi vừa chạm vào nhau, đường Tuấn lùi lại 6 bước, còn đồ thành chỉ lùi 5 bước. Sức mạnh của hai người có sự khác biệt rõ rệt. Diệp Thiên Vũ nhân cơ hội rút lui khỏi chiến cuộc, sắc mặt ông ấy có chút tái nhợt, khóe miệng có vệt máu, nhưng ánh mắt lại càng trở nên sáng ngời hơn. Đấu với đồ thành một trận, Đối mặt với nỗi kinh hoàng giữa sự sống và cái chết, cuối cùng ông ấy cũng đã có chút thu hoạch. Đợi một thời gian nữa, ông ấy có thể đột phá đến cảnh giới chân khí. "Thầy ơi, thầy không sao chứ?" mấy học trò lo lắng hỏi. Diệp Thiên Vũ được vài người dìu đỡ, lắc đầu, nói, "Không sao. May mà Đường Tuấn đến rồi." Ông ấy nhìn về phía sân, thấy hai người Đường Tuấn và Đồ Thành đang đứng đối diện nhau, cách nhau khoảng 5-6 mét. Khoảng cách này không là gì đối với bọn họ. Bọn họ có thể ra đòn ác liệt bất cứ lúc nào. Cậu là ai?" Đồ Thành nhếch miệng cười khẩy, không ngờ một nơi nhỏ bé như thành phố Đà Nẵng lại còn có một cao thủ như cậu. "Đường Tuấn." Đường Tuấn lạnh lùng nhả ra hai chữ. Đồ Thành hơi cau mày, hiển nhiên ông ta chưa từng nghe qua cái tên này. Ông ta chỉ biết Thác Thành Long đàn em của mình đã chết ở thành phố Vinh, nhưng ông ta không biết Thác Thành Long bị ai giết. "Thác Thành Long là do tôi giết." Đường Tuấn bình tĩnh nói. "Là cậu?" đồ thành sướng sờ sau đó gắt gao nhìn chằm chằm đường tuấn là mày đã giết đàn em của tao đường tuấn gật đầu nói anh ta đến để giết người thì phải có chuẩn bị rằng mình cũng có bị người khác giết chuẩn bị rằng có thể bị giết đồ thành cười ha ha nhìn chằm chằm đường tuấn bằng đôi mắt u ám ông ta nói vậy mày cũng có giác ngộ này đúng không ông ta liếm môi khuôn mặt lộ ta ý cười tàn nhẫn ông ta nói tao nhớ ra rồi may chính là thiếu niên tông sư được lan truyền vang dội ở giới võ thuật trong khoảng thời gian trước. Ha ha, đừng lo, tao sẽ không giết mày, nhưng tao sẽ đánh gãy chân tay mày, khiến cho mày hoàn toàn trở thành tàn phế. Thiếu niên tông sư, tao nhổ vào. Vừa dứt lời, Đồ Thành đã ra tay. Đồ Thành xứng đáng trở thành truyền nhân của cổ sáng. Dù là ông ta ta sử dụng quyền, trưởng hay là một cú đá sắc bén đột ngột với sức mạnh uy lực, ngoài ra anh ta còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khác xa với Đường Tuấn, một người chỉ luyện võ nửa chừng. Lúc này, Đường Tuấn đã hoàn toàn bị áp chế và đánh bại. Thầy ơi, thầy nghi ai sẽ thắng? Ở bên dưới, đệ tử của Diệp Thiên Vũ hỏi. Diệp Thiên Vũ nghiêm mặt nhìn những thủ đoạn hung tợn mà đồ thành bày ra trên sân, lúc này mới hiểu hành vi của mình vừa rồi to gan đến mức nào, chẳng khác nào tìm đến cái chết. Nếu ngay từ đầu đồ thành đã bày ra, chương 393 chắc chắn rồi. Diệp Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đồ Thành đã hành động quá tự phụ, khi tiến vào lãnh thổ Việt Nam còn dám ngang nhiên khiêu khích cảnh giới võ thuật ở Việt Nam, đã có rất nhiều người cảm thấy ngứa mắt. Thầy Trình này là một cao thủ tông sư của thế hệ cũ, ông ta cũng rất quen thuộc với Diệp Thiên Vũ. Nghe tin Đồ Thành đến, ông ta vội chạy đến ngay, nhưng không hiểu sao ông ta vẫn chưa đến nơi. Trên sân, Đường Tuấn cảm thấy vô cùng áp lực, đối diện với Đồ Thành, anh mới nhận ra sức mạnh của ông ta. Mặc dù trong giai đoạn này, Đường Tuấn đã thành thạo và ba loại quyền pháp là bát cực, bát quái, hình ý, thậm chí có thể dung hợp ba loại ai với nhau, nhưng vẫn không thể dịch lại nổi ông ta. Các ngón tay, cùi chỏ và đầu gối của đồ thành được luyện tập hoàn toàn theo võ thuật cổ truyền của Siêm, không thua kém gì những người tập muây thái, giống như một thứ vũ khí thép đã được tôi luyện. Anh ta cũng thông thạo các môn võ cổ truyền của Việt Nam nhất định là một trong những kẻ mạnh nhất mà Đường Tuấn gặp phải cho tới nay, e rằng chỉ có huyền Long Tử ở thời Hoàng Kim mới có thể đấu nổi với ông ta. Quỳnh, Đồ Thành đánh một trường lên mặt đất, thậm chí còn nhấc cả những viên gạch cẩm thạch được khảm trên sàn lên. Viên gạch quay vòng và bắn về phía Đường Tuấn, còn Đồ Thành thì ẩn sau viên gạch, sẵn sàng tung đòn chí mạng. Cơn gió mạnh thổi qua mặt anh, vẻ mặt của Đường Tuấn vẫn không thay đổi. Anh cũng đánh ra một quyền, vai anh hơi nhún xuống, Cánh tay của anh dường như là một khẩu súng lớn. Bịch! Viên gạch cầm thạch bị đập vỡ ngay tức khắc, một quyền của đường tuấn đập vào ngực Đồ Thành, còn một trưởng của Đồ Thành cũng rơi vào trên vai anh. Cả mặt hai người đồng thời trở nên trắng bệch, khóe miệng chảy ra một ít máu. Cho dù cơ thể của họ có mạnh mẽ đến đâu thì sau cùng họ vẫn là người phàm. Những quyền và trưởng của họ chứa đựng chân khí mạnh mẽ của riêng họ, chỉ cần chúng một phát cũng không thể chịu nổi. Cả hai người cùng lùi về phía sau vài bước một mạng đền một mạng, sắc mặt đồ thành trở nên ảm đạm, ông ta luôn cho rằng mình ở trên cơ đường Tuấn, có thể tùy ý nhào nặn anh, không ngờ đối phương lại hung hãn liều mạng như vậy, thà làm cho anh bị thương chứ không chịu khuất phục. Có thể nói là một vở kịch làm đau 1.800 kẻ thù. Chân khí trong người đường Tuấn không ngừng sôi trào, như thể nó sẽ khiến cơ thể anh bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng mà luồng khí trong đan điền dường như cảm nhận được gì đó, phát ra từng luồng khí mát mẻ, dần dần áp chế năng lượng chân chính cuồng bạo xuống. Chắc chắn rồi, Đường Tuấn cảm nhận được tình trạng của cơ thể mình, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ. Hàn khí từ trên người Thẩm Ngọc Nhu có thể dung hòa các loại chân khí khác nhau, anh đã tình cờ phát hiện trong thời gian luyện tập này. Hơn nữa, trong thời gian anh chữa cảm hàn cho Thẩm Ngọc Nhu, hàn khí cũng từ từ nâng cao thể lực của anh, chỉ có như vậy anh mới dám lấy mạng đổi mạng, đón lấy một đòn của Đồ Thành. Không tệ, trên mặt đường tuấn lộ ra nụ cười nhàn nhạt trạng thái lúc này của đồ thành hoàn toàn không thoải mái dù sao trong cơ thể anh ta cũng không có năng lượng của hàn khí dung hòa năng lượng chân khí chết tiệt quả thực giống như đường tuấn nghĩ chân khí trong cơ thể đồ thành lúc này đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm phải hồi phục sức khỏe ngay lập tức từ trong mắt của đồ thành hiện lên một tia hận thù ông ta biết mình đã đánh giá thấp đường tuấn coi như lấy mạng đổi mạng mày nghĩ rằng ai trong chúng ta có thể chống đỡ được đến cùng Đồ Thành nghiến răng nghiến lợi nói, ông ta tự tin rằng dù có phải đổi mang của mình cũng có thể giết chết Đường Tuấn. chương 394, nhưng kỹ năng của cậu kém hơn cổ sáng năm đó rất nhiều. Đường Tuấn lắc đầu, diễu cợt, tôi không cần biết. Cho dù ông có thể chống đỡ đến cùng, ông nghĩ ông có thể giữ được mạng của mình mà ra khỏi Việt Nam sao? Vì trả thù cho Thác Thành Long, một thằng nhóc chưa đạt tới cảnh giới tông sư, mà mất mạng sống quý giá của mình ở ngay tại đây, thì có đáng hay không? Đồ thành giật mình, ông ta biết Đường Tuấn đang muốn tấn công vào tâm lý của ông ta, nhưng đây là sự thật. Ông ta được lệnh của cổ sáng đến Việt Nam để trả thù cho Thác Thành Long, nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ mạng ở đây. Vì vậy, mặc dù ông ta cũng đã khiêu chiến với các cao thủ khác dọc đường đi, nhưng ông ta không bao giờ làm tổn thương sinh mạng mình. Cho dù là tao giết mày thì tôi vẫn có thể ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Với tình trạng hiện tại của mày, ngay cả một chiêu của tao cũng không thể chống đỡ nổi. Đồ Thành ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Kể từ khi xuất đạo đến nay, ông ta chưa bao giờ chịu uất ức như vậy, cho đến giờ chỉ có ông ta lấy mạng người khác, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày bị động như vậy. Thật sao? Đường Tuấn chế nhạo, ngay khi anh bước lên trước một bước, toàn bộ mặt đất giống như đang lắc lư, lấy anh làm trung tâm, những vết nứt lan ra từ những viên gạch, giống như một mạng nhện khổng lồ. Sao lại có thể như vậy? ánh mắt đồ thành lộ ra vẻ kinh ngạc một trưởng vừa rồi đã khiến mày bị thương làm sao còn có thể khơi dậy chân khí chứ cho dù là ông ta sau khi phải chịu một trưởng của đường tuấn bây giờ ông ta cũng rất khó khăn để điều động chân khí huống chi đường tuấn còn yếu hơn ông ta ha ha đúng lúc này một tiếng cười đột nhiên vang lên từ đầu cầu thang một lúc sau một ông lão dâu ngắn bước vào trên người mặc một bộ đồ tập màu trắng đi một đôi giày đế nhiều lớp bộ râu ngắn cuốn cỡn. Tóc ông lão đã bạc trắng, nhưng tinh thần rất cứng rắn, mỗi bước đi đều rất vững vàng, giống như một cây đại thụ cắm rễ trên mặt đất. Cao thủ, đường tuấn nhìn thấy ông lão, trong lòng đột nhiên cảnh giác. Đồng tử của đồ thành cũng hơi co lại, lộ ra một chút lo lắng. Hồi đó, ông lão cổ sáng muốn một mình khiên chiến với tất cả các môn phái võ thuật, không ngờ, đã nhiều năm trôi qua vậy rồi mà ông ta vẫn chưa chết. Ông lão đến bên ngoài sân, Nhìn Đồ Thành, rồi lắc đầu nói, "Nhưng kỹ năng của cậu kém hơn cổ sáng năm đó rất nhiều." "Ông là ai?" Cơ bắp của Đồ Thành căng cứng, sẵn sàng thực hiện một cú đánh hung bạo. Mặc dù ông lão không thể hiện ra bất cứ thủ đoạn ác liệt nào nhưng trong lòng ông ta vẫn cảm thấy áp lực vô cùng. "Ông già này họ Trình, đương nhiên tôi đã từng đánh nhau với thầy cổ sáng của cậu vào năm đó." Ông lão chậm rãi nói, đôi mắt hiện lên những ký ức, như đang nhớ lại những ký ức về trận chiến đó. Hóa ra là ông, đồ thành dựng tóc gáy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ôn ta là đệ tử đầu tiên gia nhập vào môn phái của cổ sáng, mỗi lần cổ sáng thách đấu với các môn phái võ thuật lớn đều dẫn theo đồ thành. Khi đó ông ta vẫn còn nhỏ nên không nhớ rõ mọi người. Nhưng vẫn nhớ được một vài người. Người gây ấn tượng mạnh nhất là người đã đánh bại thầy của mình hồi đó. Người tiếp theo là một cao thủ đã thua thầy mình chỉ trong một hai chiêu, trong số đó có ông lão họ trình trước mặt. Ha ha, hồi đó cậu còn trẻ như vậy, không ngờ bây giờ lại dấn thân vào con đường cũ của thầy mình. Ông lão thản nhiên cười. Ông ta tiến lên một bước, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, khí thế dường như chuyển từ mặt hồ phẳng lặng thành núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào, hai thầy trò các chương 395, anh ta sẽ chết sao? Đồ thành cắn răng chống đỡ, nhìn đường Tuấn rồi lại nhìn ông lão trước mặt. Cuối cùng, ông ta chỉ có thể lắc đầu cười gượng. Cho dù hôm nay ông lão trước mặt không tới, Ông ta cũng không dám tấn công nữa. Màn trình diễn vừa rồi của Đường Tuấn khiến ông ta thực sự không tự tin nữa, trong lòng anh ta cũng đã bó tay rồi. Cút, ông lão quát lên một tiếng lớn. Đồ thành tái xanh mặt, nhưng ông ta không dám phản bác lại câu nào. Ông lão trước mặt là đồng lứa với thầy của ông, ông dù có tự cao tự đại đến đâu cũng sẽ không dám khiêu chiến với ông lão. Cuối cùng chỉ có thể cay đắng nhìn Đường Tuấn và ông lão, rồi cay đắng rời đi. Phù 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 một số đệ tử của Diệp Thiên Vũ thở phì phò, dù có luyện võ, một số cũng đã luyện được nội lực, nhưng dù là trận đấu của Đường Tuấn với Đồ Thành vừa rồi, hay là khí thế bùng nổ đột ngột của ông lão này, bọn họ đều cảm thấy khó thở. Lúc này Đồ Thành rời đi, họ mới cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Đây là võ sao, quá kinh khủng, nhìn những viên gạch nứt nẻ dưới chân Đường Tuấn, trong lòng họ nảy ra một ý nghĩ như vậy. Đa số họ luyện võ để rèn luyện thân thể, chưa bao giờ họ nghĩ rằng võ thuật có thể đạt đến sức mạnh này cảm ơn đường tuấn đi tới trước mặt ông lão khom người nói nếu hôm nay không phải có ông lão này tới anh và đồ thành nhất định sẽ chết ở đây ông lão nhìn đường tuấn tán thưởng nói cậu tên là đường tuấn đúng không đường tuấn gật đầu cậu rất giỏi tôi không ngờ cậu có thể đánh đồ thành đến mức này ông lão nhìn chằm chằm vào đường tuấn và nói xét ở thế hệ trẻ hiện nay cậu được xem là rất mạnh rồi cố gắng lên tôi rất lạc quan về cậu ông ta nhìn đường tuấn do dự muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn nói tôi biết cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi tôi sẽ ở đây vài ngày trước khi rời đi về phần đồ thành cậu không phải lo lắng nữa cậu ta sẽ không tới tìm cậu nữa đâu đường tuấn nói anh ta sẽ chết sao ông lão ngẩn ra chợt cười nói cũng không phải cậu ta là đệ tử của ông già quỷ quái cổ sáng kia, không dễ chết như vậy đâu. Đường Tuấn gật đầu, chỉ cần Đồ Thành chưa chết, hai người sẽ có cơ hội giao đấu. Cũng vào ngày hôm đó, Đường Tuấn tạm thời ở lý Chi Đà Nẵng. Anh phải chịu một trường của Đồ Thành khiến cơ và xương bị tổn thương. Chân khí rối loạn trong cơ thể được dung hòa với hàn khí của Thẩm Ngọc Nhu, nhưng không có cách nào khôi phục thể chất, chỉ có thể từ từ khôi phục. Nơi ở của Đường Tuấn do Diệp Thiên Vũ bố trí, Nằm trong một biệt thự lớn ở ngoại ô thành phố Đà Nẵng. Tất nhiên, Diệp Thiên Vũ và ông lão kia sống cùng nhau. Đường Tuấn biết tên ông già từ miệng của Diệp Thiên Vũ, Trình Tuấn Vũ. Cái tên này thật kỳ lạ, ông lão ấy có võ công cao cường như vậy mà lại gọi là Tuấn Vũ. Vào buổi sáng, Đường Tuấn thức dậy như thường lệ, công việc và nghỉ ngơi đều đặn cho phép anh hình thành đồng hồ sinh học của riêng mình. Lúc này trời vừa hửng sáng, bên ngoài rất yên tĩnh sau khi đường Tuấn tắm rửa xong thì anh đi ra ngoài biệt thự để chuẩn bị cho bài tập buổi sáng. Audio điện tử võ tấn bền. chương 396, cậu đã từng nghe câu nói kỹ cận đạo chưa? Nhưng khi mở cửa biệt thự, anh thấy Trình Tuấn Vũ đã ở trong sân. Ông lão mặc một bộ quần áo tập thể dục rộng rãi và đang tập thái cực quyền. Đường Tuấn dừng lại xem, những động tác thái cực quyền của Trình Tuấn Vũ có vẻ giống với những động tác của những người già trong công viên, nhưng đường tuấn lại cảm thấy có một sức hấp dẫn khác với nó dần dần đường tuấn bị thu hút đến mức cơ thể không tự chủ chuyển động theo từng động tác của ông lão hừ thật thú vị khi trình tuấn vũ nhìn thấy động tác của đường tuấn lúc đầu ông ta hơi ngạc nhiên sau đó trong mắt hiện lên vẻ thú vị ông ta không những không dừng động tác thái cực quyền mà còn làm chậm lại một chút để đường tuấn có thể theo kịp nhịp điệu của ông ta một ra một trẻ cứ như vậy ở nơi không người mà luyện võ khi đường tuấn tập theo quyền đầu tiên của ông lão anh đã cảm giác được quyền của mình thiếu cái gì đó so với ông lão tinh thần đúng rồi là tinh thần là ý cảnh khi đường tuấn làm theo quyền thứ hai của ông lão trong đầu anh đột nhiên hiện lên một câu như vậy nó giống như một tiếng sét bất ngờ chia cắt màn sương mù mà anh gặp phải trong khoảng thời gian luyện võ này quyền của Trình Tuấn Vũ vừa có hình dạng xác định vừa có thần thái, trong khi quyền của anh không có hình dạng không xác định và thiếu tính đi thần thái đáng có. Nhưng hiểu là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác. Cho đến quyền thứ sáu rồi nhưng Đường Tuấn vẫn không nắm được thần thái của nó. Răm răm, đột nhiên có tiếng xe ô tô vang lên ở đằng xa, Đường Tuấn mới hoàn hồn trở lại. Hừ, anh thu quyền lại, ánh mặt trời vô cùng chói mắt, lúc này mặt trời đã lên cao, Thời gian cũng đã tới gần 8 giờ sáng. Lần này, Đường Tuấn đã luyện tập gần 3 giờ đồng hồ. Cả già lẫn trẻ đều quên cả thời gian. Trong lòng Đường Tuấn cảm thấy hơi đáng tiếc, nếu như tiếp tục luyện tập, có lẽ còn có thể giác ngộ được nhiều thứ hơn. Nhưng cơ duyên chỉ có thể gặp, cũng không thể ép buộc. Lúc này, Trình Tuấn Vũ cũng ngừng đánh quyền, ông lão đánh quyền 3 tiếng liên tục không ra mồ hôi, nhưng sắc mặt lại hơi đỏ lên, lộ ra vóc người cường tráng tôi đoán không sai, cậu rất giỏi. Trình Tuấn Vũ không hề giấu giếm ánh mắt tán thưởng với Đường Tuấn. Cảm ơn ông Trình, Đường Tuấn hướng về phía Trình Tuấn Vũ mà hành lễ. Anh biết chính Trình Tuấn Vũ đang giúp mình hoàn thiện bản thân và đích thân dạy võ công cho anh, nếu không thì đã dừng lại từ lâu rồi. N huệ lớn này không thua gì so với ân huệ của học trò đối với công ơn dạy dỗ của thầy, có khi còn đáng quý hơn. Võ công của Đường Tuấn vốn đã rơi vào trạng thái bế tắc, không thể đột phá nhưng giờ anh đã nhận ra nhiều điều từ võ quyền của trình tuấn vũ anh cũng hiểu được những khuyết điểm của bản thân cảm hứng cứ bùng lên trong tâm trí anh chỉ cần anh có thời gian anh chắc chắn có thể cải thiện sức mạnh của mình một cách đáng kể trình tuấn vũ thấy đường tuấn hành đại lễ với mình nói tài năng của cậu rất tốt dù không gặp tôi thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu được điều này đường tuấn lắc đầu ông lão nói dễ nghe như vậy nhưng đường tuấn cũng không dám coi là thật không biết trên thế giới này có bao nhiêu người luyện võ, nhưng có bao nhiêu người có thể luyện được nội lực, bao nhiêu người có thể học lỏm từ thầy mình. Cũng giống như Diệp Thiên Vũ, nếu lần này ông ấy không thi đấu với Đồ Thành, trong cả cuộc đời mình ông ấy sẽ không bao giờ hiểu được bí ẩn của Tông Sư. Đối với Đường Tuấn cũng vậy, con người sớm muộn gì gì, có thể là một tháng, một năm, mười năm, thậm chí là cả đời. Ông Trình, đó là cảm giác gì? Đường Tuấn nói ra câu hỏi trong lòng mình anh chỉ biết trong quyền của ông cụ có một ý niệm nào đó mà anh không thể nào diễn tả được. Cảm giác này giống như học toán, bạn biết cách tính 1 cộng 1 bằng 2, nhưng bạn không hiểu tại sao nó lại bằng 2. chương 397 trở về nguyên trạng, quy luật của tự nhiên. Trình Tuấn Vũ gật đầu nói, đạo khả đạo, phi thường đạo. Nếu có thể giải thích rõ ràng, đó không phải là đạo. Đương nhiên, đó cũng có thể là nguyên nhân khiến cảnh giới của tôi có hạn. Đường Tuấn trầm ngâm nói, vậy thì chuyện này liên quan gì đến quyền pháp và võ công? Đạo, hẳn là có liên quan đến đạo giáo. Trình Tuấn Vũ không trả lời thẳng vào vấn đề mà lại đổi chủ đề, nói, dù cậu luyện tập bát cực quyền hay hình ý quyền, chúng đều là những môn võ thuật bắt nguồn từ động vật hoặc thiên nhiên thời cổ đại. Và đến cuối cùng của việc luyện tập võ thuật, đó là trở về nguyên trạng, trở lại quy luật của tự nhiên. Đó mới là tu luyện, ngoặc kép, trở về nguyên trạng, quy luật của tự nhiên tu luyện, ánh mắt đường tuấn càng lúc càng sáng. Cảnh giới hiện tại của cậu, tôi không thể dạy cậu được nữa, tôi chỉ có thể nói với cậu điều này, còn cậu cậu có thể hiểu được bao nhiêu thì phụ thuộc vào bản thân cậu. Trình Tuấn Vũ hỏi, cậu có biết rằng cảnh giới chân khí được đi lên sẽ là cảnh giới thần hải phải không? Đường Tuấn gật đầu, tin tức về cảnh giới thần hải, anh vẫn nghe được từ người của huyền Long Tử. Vậy thì cậu có biết tại sao khi các cao thủ đạt được cảnh giới thần hải người ta lại gọi là nhân tiên không? Đôi mắt Trình Tuấn Vũ đầy khao khát và mong đợi, cảnh giới đó là mục tiêu cả đời mà tất cả võ sĩ đều theo đuổi, ngay cả khi nói đến chủ đề này, trong lòng ông ta cũng không thể không dâng lên sự ngưỡng mộ. Đường Tuấn lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu, anh luôn cho rằng nhân tiên là danh xưng tôn quý của những người luyện võ kia, giống như những cao thủ đạt cảnh giới chân khí được gọi là tông sư. Trình Tuấn Vũ nói, đó là bởi vì những cao thủ đạt cảnh giới thần hải đã sở hữu những thủ đoạn siêu phàm chủ nhân của thiên giới đã có sẵn những phương tiện phi thường có thể huy động sức mạnh tự nhiên của trời và đất để sử dụng cho riêng mình, tinh thần và hồn phách của họ có thể tồn tại ngoài cơ thể, từ đó giao tiếp với thế giới và tăng cường sức mạnh cho bản thân. Ngoặc kép, tinh thần ra khỏi thể xác, giao tiếp với thế giới, đường tuấn sững sờ, những gì Trình Tuấn Vũ nói ngoài sức tưởng tượng của anh. Nó không giống võ thuật chút nào, mà giống như một cảnh trong tiểu thuyết hơn. Anh thất thanh, trên đời này thật sự có thần tiên sao? thật sự có thể bay lượn ở hạ giới sao? Trình Tuấn Vũ lắc đầu cười khổ, tôi không hiểu rõ cảnh giới bí ẩn đó. Nhưng tôi đã từng đứng từ xa nhìn một người anh đạt cảnh giới thần hải, người đó nhảy xuống từ ngọn núi cao 100 mét mà không có bất kỳ tổn thương nào về thể chất. Cho dù không thể bay lượn ở hạ giới nhưng cũng không khác nhau là mấy. Đường Tuấn hoàn toàn choáng váng, với võ công hiện tại của anh, nhảy từ độ cao 10 mét đã là quá lắm rồi, dù có cao đến đâu cũng sẽ làm mình bị thương, nhưng có người có thể nhảy từ trăm mét xuống, chắc chắn thể chất và võ công phải cực mạnh. Lúc này, anh không thể tưởng tượng nổi, cũng như con kiến không hiểu con voi đã nhìn thấy những cảnh tượng tuyệt vời như thế nào. Trình Tuấn Vũ ngừng nói, ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây bên cạnh để điều chỉnh hơi thở. Ánh mắt Đường Tuấn lóe lên một tia sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu sau, anh thở ra một hơi dài, lúc nhìn lại, không biết Diệp Thiên Vũ đã ra khỏi nhà từ lúc nào đang uống trà và trò chuyện với Trình Tuấn Vũ dưới gốc cây. Đường Tuấn bước tới, nghiêm trang cúi đầu hành lễ với Trình Tuấn Vũ một lần nữa, nói học trò xin được bái kiến thầy. Trình Tuấn Vũ ngẩn ra, chợt cười nói tôi chỉ là tiện thể chỉ bảo cậu một chút, cũng không có kế hoạch thu nhận học trò. Đường Tuấn nói một cách nghiêm túc, những lời chỉ dẫn của Lão Trình khiến tôi hiểu được nhiều thứ, không kém gì công ơn giảng dạy, đây không phải thầy thì là gì. Chương 398, tôi không muốn nói bất cứ điều gì về thân phận của cậu." Diệp Thiên Vũ ở một bên nhìn Đường Tuấn tán thưởng. Trình Tuấn Vũ nghe xong thì cười nói, "Cậu thật thông minh. Thôi được rồi, tôi sẽ nhận cậu làm học trò vì tôi cũng có duyên với cậu." Đường Tuấn cúi đầu hành lễ bái thầy, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh Trình Tuấn Vũ. "Vì cậu đã nhận tôi làm thầy nên tôi cũng nên chiếu cố một chút." Trình Tuấn Vũ lấy ra một tập sách cầm trên tay và nói, đây là cuốn sách thái cực quyền và quyền thuật mà tôi đã luyện tập. Có các chiêu thức và phương pháp tương ứng về cách thổ nạp vận khí, cũng có thêm một số hiểu biết của tôi về võ thuật đều có trong đó. Coi như tôi có tặng cho cậu một món quà gặp mặt. Đường Tuấn cảm kích nhận lấy nó, trong lòng biết rằng việc bái thầy của mình đã thành công rồi. Nếu không có việc xin làm học trò, Trình Tuấn Vũ sẽ chỉ tán thưởng anh và thỉnh thoảng sẽ chỉ mạnh một vài điều, ông ta chắc chắn sẽ không dốc lòng dạy anh như bây giờ. Trong mắt người luyện võ, mối quan hệ giữa thầy và trò tương đương như tình cha con. Sự hiện diện của một võ sư Trình Tuấn Vũ đồng nghĩa với việc anh có hậu thuẫn vững chắc trong giới võ thuật, anh có thể từng bước đi lên. Bây giờ chúng ta đã là thầy trò nên tôi có điều muốn nói với cậu. Trình Tuấn Vũ nói, cậu mới tuổi này mà đã có thể làm tông sư, hơn nữa còn không được ai dạy, chắc chắn là cậu có tài năng trời sinh, không cần bàn cãi gì nữa, tôi nghĩ quyền giá tử của cậu không đồng nhất và hơi hỗn loạn cũng chỉ mới đạt được nửa chừng đường tuấn ngượng ngùng cười võ công thực sự của anh có thể giấu giếm được đám người trần bá phước nhưng không thể che giấu được trước mắt trình tuấn vũ tôi không muốn nói bất cứ điều gì về thân phận của cậu lời nói của trình tuấn vũ khiến trái tim đường tuấn như muốn vỡ tung người bên kia dường như đã biết thân phận của anh nhưng võ công không chỉ dựa vào tài năng thiên bẩm vị chân nhân trẻ tuổi mục phương của vũ đương chú tiểu bị câm, thiên sư Trương An Đông ở núi Yên Tử, tài năng của họ không thua kém gì cậu, hơn nữa họ cũng đã bước vào cảnh giới tông sư trước 30 tuổi. Xuất thân của bọn họ có những lợi thế riêng, thậm chí còn được cao thủ ở cảnh giới thần hải tự mình chỉ điểm. Trình Tuấn Vũ nói, tôi nói những cái này không phải để đả kích tinh thần của cậu, nhưng để nói với cậu rằng võ công thì không có giới hạn, cậu không được tự mãn. Đường Tuấn gật đầu, anh cũng đã nghe nói về ba người mà Trình Tuấn Vũ nhắc tới, ba người này đều là huyền thoại của thế hệ trẻ trong giới võ lâm, họ được mệnh danh là ba người có triển vọng nhất thần hải. Hai ngày tiếp theo, Đường Tuấn vẫn ở lại thành phố Đà Nẵng, Trình Tuấn vũ chỉ võ công cho anh. Trong thời gian này anh có trở về thành phố một lần để châm cứu cho Thẩm Ngọc Nhu. Anh cũng đã đến tập đoàn Ninh Thị, Dương Lộc đã bắt đầu đến thực tập tại tập đoàn này, Ninh Đình Trung giải thích cụ thể rằng cô ấy học rất nhanh, Đường Tuấn liếc nhìn cô ấy từ xa, nhưng không xuất hiện. Trong sân của biệt thự, Đường Tuấn đang tập thái cực quyền, còn Trình Tuấn Vũ đang hướng dẫn anh. Trong hơn 2 ngày nay, võ công của Đường Tuấn tiến bộ nhanh chóng, những điều trước đây anh không hiểu cũng đã hiểu được nhờ sự hướng dẫn của Trình Tuấn Vũ, nếu bây giờ đấu với Đổ Thành, anh nhất định sẽ không chật vật như vậy. Chương 399, anh ta gặp tôi làm gì? Đường Tuấn do dự một chút, mới nói, hai tháng trước con bước vào cảnh giới tông sư. Sắc mặt của Trình Tuấn Vũ hơi thay đổi nhưng câu nói tiếp theo của đường tuấn khiến ông ta đứng hình ngay tại chỗ còn đối với việc luyện tập võ thuật tôi chỉ học một bộ võ thuật thể dục từ ông nội của tôi từ khi tôi còn nhỏ tôi chưa bao giờ học phần còn lại đường tuấn nói làm sao có thể trình tuấn vũ lẩm bẩm mấy ngày nay ông ta cũng thấy đường tuấn luyện võ quả nhiên có tác dụng bồi bổ cơ thể nhưng không thể xem là võ học điều đó có nghĩa là đường tuấn là một tông sư trời sinh tông sư trời sinh bốn chữ này cứ hiện lên trong đầu trình tuấn vũ khiến ông không thể tĩnh tâm ông hiểu ý nghĩa của bốn từ này bây giờ ông thậm chí còn cảm thấy may mắn vì đã ở lại thêm vài ngày và nhận đường tuấn làm học trò ông nội của con chính là đường hạo trình tuấn vũ bình tĩnh lại một chút hỏi đường tuấn gật đầu quả nhiên trình tuấn vũ đã biết được thân phận của anh đường hạo nhưng cũng không thể nào ánh mắt của trình tuấn vũ nhìn đường tuấn càng thêm khó hiểu làm sao có người nào có thể nhảy qua nội công, trực tiếp nhập tông sư. Thầy sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng nghe qua loại chuyện này. Thầy ơi, chẳng lẽ thể chất của con có vấn đề gì sao? Đường Tuấn hỏi, đạo trưởng Huyền Long Tử đã nói, thầm Ngọc Nhu chính là những người có thể chất đặc biệt, chẳng lẽ anh cũng thuộc về thể chất đặc biệt? Trình Tuấn vũ lắc đầu, nói thầy cũng không rõ. Vẻ mặt ông ta trở nên nghiêm nghị, nói, nhưng chuyện liên quan tới việc làm sao con thăng cấp tông sư này, con tuyệt đối đừng nói với những người khác, nếu không rất dễ gặp đại họa. Đường Tuấn nhìn vẻ mặt Trình Tuấn Vũ thì biết chuyện nhất định không đơn giản như vậy, chỉ có thể gật đầu nhẹ. Đúng rồi, hai ba ngày này thầy đã đem tất cả những gì có thể dạy cho con, kế tiếp phải dựa vào lĩnh ngộ của chính con. Trình Tuấn Vũ ngẩng đầu nhìn trời, nói thầy cũng chuẩn bị đi rồi. Thưa thầy, thầy phải đi rồi sao? Đường Tuấn có chút luyến tiếc nói, mặc dù chỉ ở chung được hai ba ngày, nhưng đúng thật là ông lão đã dốc lòng dạy bảo anh, không có chút dấu làm của riêng nào, nếu không Đường Tuấn cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Trình Tuấn Vũ nói, ừm, um, hai ngày này thầy cũng có cảm ngộ rõ ràng, phải trở về thử một chút xem có thể đột phá tầng gông cùng xiềng xích kia không. Trong mắt của ông ta có vẻ mơ ước, võ đạo đối với Trình Tuấn Vũ mà nói chính là truy cầu của cả đời. Ngay hôm Trình Tuấn Vũ rời khỏi thành phố Đà Nẵng, Đường Tuấn cũng không có lý do tiếp tục chờ đợi, buổi chiều liền trở về thành phố Vinh. Vừa về tới thành phố Vinh, Đường Tuấn đã nhận được điện thoại của Lý Ngọc Mai. Anh ở đâu? Vương Tấn Lợi muốn gặp anh. Giọng của Lý Ngọc Mai truyền ra từ trong điện thoại. Vương Tấn Lợi, Đường Tuấn nói, anh ta gặp tôi làm gì? Chương 400 anh này là Tôn Khanh. Tên Vương Tấn Lợi này tính tình kiêu ngạo, hoàn toàn không phải người cùng một đường với Đường Tuấn, anh thực sự không nghĩ ra đối phương tìm mình làm gì là liên quan tới chuyện của đại hội y học cổ truyền tiếp theo. Giọng của Lý Ngọc Mai hơi đè thấp xuống mấy phần, nói anh mau tới đi. Tôi thật vất vả mới thuyết phục được anh ta, chỉ cần lần này anh có thể nổi danh ở trên đại hội y học cổ truyền, đến lúc đó thì cái gì cũng có. Trên khóe miệng Đường Tuấn hiện lên ý cười, hóa ra vị đại tiểu thư Lý Ngọc Mai này làm mối cho anh, định để mình đi tham gia đại hội y học cổ truyền. Đang định nói chuyện với Lý Ngọc Mai thêm một chút, Lý Ngọc Mai ở đầu kia đã vội vàng cúp điện thoại. Rất nhanh, một đoạn tin nhắn gửi đến điện thoại Đường Tuấn, là tên của một quán cà phê. Đường Tuấn bất đắc dĩ, nghĩ đến vừa khéo cũng có thể nhờ vào đó thăm dò ý của Vương Tấn Lợi. Ben dùng tin nhắn trả lời, được. Tầm 10 phút sau, Đường Tuấn đến quán cà phê. Đó là một quán cà phê nhỏ rất có phong cách, lúc này là thời gian trà chiều, bên trong đã ngồi kín người, trong đó phần lớn đều là lãnh đạo cấp cao của công ty gần đó, cũng có một chút cặp đôi học sinh. Đường Tuấn, ở đây này, bỗng nhiên, thanh âm Lý Ngọc Mai truyền đến. Cô phát hiện Đường Tuấn, đứng lên khô tay với anh. Lý Ngọc Mai vốn là mỹ nữ cấp hoa khôi của trường, vừa lên tiếng, lập tức rước lấy rất nhiều ánh mắt ái mộ của nam giới, đặc biệt là trong ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn đều theo bản năng mang theo ý không tốt. Lý Ngọc Mai mặc một bộ đồ công sở đen trắng, trang điểm nhẹ nhàng. Cô vốn có ngoại hình xinh đẹp, cái này càng làm cho cô nhiều thêm vài phần cảm giác quyến rũ. Đường Tuấn kiên trì đi tới trong ánh mắt ước ao ghen tị của phần lớn đàn ông. Dù là lúc nào, người phụ nữ xinh đẹp vẫn sẽ luôn mang đến phiền phức cho đàn ông. Chỗ của Lý Ngọc Mai đang ngồi là một gian phòng nhỏ được ngăn cách bởi một tấm bình phong, có thể ngăn cản ánh mắt bên ngoài, đồng thời cũng có thể nhìn thấy cảnh đường phố người đến người đi bên ngoài. Lúc Đường Tuấn đi tới, mới nhìn thấy trong phòng ngoại trừ Lý Ngọc Mai và vị công tử ca vương tấn lợi này ra, lại còn có một người đàn ông. Người đàn ông nhìn bộ dáng hẳn là ngoài 30, khuôn mặt trắng nón, ngũ quan đoan chính, không quá đẹp trai nhưng rất có hương vị. Anh ta ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào, nhưng đường Tuấn vẫn cảm giác được ánh mắt của anh ta lộ ra một cỗ đạm mạc, nhìn những người đi đường kia giống như nhìn con sâu con kiến. Đường Tấn, Tôi giới thiệu cho anh một chút, anh này là Tôn Khanh, nhà cũng làm nghề y học cổ truyền này." Lý Ngọc Mai chủ động giới thiệu nói. Cô ta luôn rất khéo léo, nói chuyện cũng rất cung kính, nhưng hết lần này tới lần khác Tôn Khanh lại ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn một chút, giống như không nghe thấy. Đường Tuấn không khỏi nhíu mày, anh thích loại người Tôn Khanh này. Từ trong ánh mắt của anh ta là có thể nhìn ra được anh ta là người ích kỷ vô cùng kiêu ngạo, căn bản sẽ không suy nghĩ đến cảm xúc của người khác loại người này cho dù trong nhà bối cảnh phi thường nhưng đường tuấn vẫn không thích ngược lại vương tấn lợi thay đổi tác phong xưa giờ phát giác được bầu không khí có chút khác thường tranh thủ thời gian nói ra đường tuấn anh đừng để ý tính tình của anh tôn luôn như vậy chờ anh quen là tốt rồi đến chúng ta ngồi xuống nói chuyện đường tuấn nhẹ nhàng gật đầu vừa định ngồi xuống tôn khanh lại đột nhiên lên tiếng tôi có để cậu ngồi chưa ngay cả lúc này nói chuyện anh ta vẫn không quay đầu sự kiêu ngạo được biểu hiện ra hết mức cùng với thái độ không để đường tuấn vào trong mắt, sự khinh thường với đường tuấn càng trực tiếp thể hiện trong lời nói, không che giấu chút nào. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 400.